Chắc hẳn là tất cả các anh chị cũng đã biết phần nào về tổng quan sản phẩm của căn hộ The Sea rồi. Thì tôi xin phép được đi qua một số các thông tin chung tổng quan về sản phẩm The Sea như sau. Thứ nhất đó là về chủ đầu tư. Chắc chắn chủ đầu tư của phân khu The Sea đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Phú Quốc, là một thành viên của tập đoàn Sun Group ạ. Và với triết lý đứng trên vai khổng lồ thì Sun Group luôn hợp tác với các ông lớn trong ngành để có thể mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất có thể. Thứ nhất là chúng ta có thể kể đến về mảng tư vấn kiến trúc. Sun Group nhất về hợp tác với công ty Sunjin Việt Nam. Đây là một trong những đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc quy hoạch hàng đầu của Việt Nam ạ. Với rất nhiều các sản phẩm mà Sunjin đã mang đến như nhà công vụ của Bộ Quốc phòng, nhà ở cho cán bộ nhân viên Bộ Ngoại giao hay là Bộ Công an, tòa nhà Tây Hồ View và hàng loạt các khách sạn trên khắp cả nước ạ. Đó là về tư vấn kiến trúc, còn về thiết kế cảnh quan thì sao ạ? Về thiết kế cảnh quan thì Sun Group đã hợp tác với tập đoàn Eco Group, là một đơn vị tư vấn thiết kế cảnh quan của Ý có chi nhánh tại Việt Nam và hoạt động trong các lĩnh vực như nghỉ dưỡng, công viên đô thị hay là chung cư biệt thự. Và có thể kể đến một số dự án của Sun Group mà chúng ta đã hợp tác với Eco, đó là Sun Grand City Feria Hạ Long, Anh đi phân cân khu đối tổng cái chức Nhân trăm An đi Thới. chỉ bị Và bổ sung. em, những ai mà đang bật mic thì vui lòng tắt mic giúp em nhé, để buổi trao đổi có thể diễn ra tốt nhất có thể ạ. Và ngoài hai khu đô thị đó ra thì Eco Group đã kết hợp với Sun Group trong việc thiết kế cho lễ hội Hoa năm 2020 tại Sun World Bà Nà Hills. Tiếp theo đó là về đơn vị tư vấn nội thất thì chúng ta cũng cũng hợp tác với một đơn vị, một nhà thầu mà hôm trước anh chị đã được trao đổi rồi, ở phía bên chỗ chức trách của công ty AA Corporation. Và đây là nhà thầu thi công và sản xuất nội thất hàng đầu tại Việt Nam và đã có các cơ sở trên thế giới. AA Group đã gắn liền với rất nhiều các dự án có tên tuổi tại Việt Nam cũng như trên thế giới, như là các khách sạn Hyatt, Pullman hay là tòa nhà VNPT của Việt Nam. Và đối với các dự án của Sun Group thì AA đã hợp tác và thiết kế tư vấn nội thất cho Premier Village Đà Nẵng Resort, hay là khách sạn Bà Nà Hills, hay là khách sạn Capella Hà Nội, là một trong những khách sạn có thể nói rằng là hàng đầu tại Việt Nam cũng như là Hà Nội. Tiếp theo đó là đơn vị thi công. Về thi công xây dựng thì chắc chắn chúng ta cũng hợp tác với ông lớn hàng đầu, có thể nói rằng là top 1 trên thị trường trong ngành xây dựng, đó là công ty Hòa Bình năm 2020 là top 1 trong ngành xây dựng ạ. Tiếp theo đó là sau khi khách hàng nhận bàn giao thì chúng ta chắc chắn là phải cần một đơn vị quản lý vận hành, thì không ai khác đó chính là Sun Property Management, đó là một thành viên thuộc tập đoàn Sun Group đã và đang hoạt động và đang quản lý các dự án, các khu đô thị lớn tại Hà Nội như là Sun Grand City Thụy Khuê Residence, hay là Sun Grand City Ancora Residence, hay là Sun Riverside Village. Đó là một số các thông tin đầu tiên là muốn chia sẻ với anh chị và tổng quan về căn hộ The Sea, về các đơn vị tư vấn kiến trúc, thiết kế cảnh quan hay đơn vị quản lý vận hành, tư vấn nội thất, đơn vị thi công. Và phần thứ hai muốn trao đổi với anh chị đó chính là một số thông tin khác, như là có thể nói rằng là quy mô diện tích đất của hai tòa The Sea của chúng ta lên tới gần 4.100 m² đối với dành cho hai tòa căn hộ The Sea, và thời gian bàn giao dự kiến là quý 1 năm 2023. Thực ra trong buổi đào tạo này cũng tôi cũng không muốn đưa ra quá nhiều hình ảnh thực tế để cho anh chị biết hiện tại thì dự án của chúng ta ra sao, mà tôi muốn rằng là trong thời gian sắp tới này, anh chị hãy dành thời gian công sức của mình nhiều hơn để biết rằng là cái tiến độ thi công của dự án của chúng ta thần tốc như thế nào, và hiện tại đối với tòa The Sea chúng ta đã thi công đến khoảng tầm 15 đúng không anh Quang? Đúng rồi. Rất là nhanh, và chắc chắn rằng là với tiến độ thi công thần tốc như vậy cũng như là đảm bảo về tiến độ như vậy thì hy vọng rằng là trong năm 2023 và quý 1 khách hàng sẽ nhận bàn giao căn hộ. Và đối với về pháp lý, gần đây qua các buổi đào tạo này, hay là các buổi training, hay là các buổi kick-off vừa rồi, chúng ta khá nhiều liên quan đến pháp lý của The Sea, thì ở đây có thể nói rằng đây cũng chính là một cái key selling point để sau này anh chị tư vấn cho khách hàng, đó chính là pháp lý về sở hữu lâu dài, sổ đỏ sở hữu lâu dài đối với căn hộ The Sea. Một lát nữa anh Quang sẽ trao đổi chi tiết với anh chị về phần này. Tiếp theo đó là về tiêu chuẩn bàn giao. Chúng ta có rất nhiều loại tiêu chuẩn bàn giao, nhưng đối với tòa The Sea thì chúng ta sẽ bàn
Tùng ơi, chị mới vừa vừa tắt tiếng cho tất cả các bạn á. Em vào em bật lại tiếng của em nha. Vâng ạ. Vừa rồi thì tôi đã trao đổi một chút về pháp lý rồi. Chúng ta đã nhắc rất nhiều liên quan đến pháp lý của căn hộ giờ si qua các buổi đào tạo này, qua các buổi kick off này, thì chúng ta có một lợi thế rằng là đây pháp lý đối với tòa giờ si là sở hữu lâu dài. Đây cũng chính là một trong những cái key selling point sau này để anh chị có thể chia sẻ với khách hàng là một cái key để mà chúng ta bán hàng tốt nhất có thể. Và một cái ý thứ tư muốn trao đổi với anh chị đó là về tiêu chuẩn bàn giao. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều tiêu chuẩn bàn giao như tiêu chuẩn bàn giao thô hay là bán hoàn thiện, thì đối với căn hộ giờ si của chúng ta thì sẽ được bàn giao nội thất hoàn thiện, tức là khách hàng hầu như là sẽ nhận được đầy đủ nội thất rồi, chỉ cần một chút nữa là sau khi nhận bàn giao căn hộ, khách hàng sắm trang bị thêm cho mình một chút về đồ điện tử như là tivi, tủ lạnh, máy giặt là hoàn toàn có thể kéo vali về ở luôn. Và chúng ta với cái việc mà kết hợp giữa thời gian bàn giao này nhanh này vào năm 2023, tại thời điểm đó chắc chắn là chúng ta đã có những các công trình biểu tượng đã hoàn thành như cầu hôn hay Show Voltex hay Sales Center, hay là tiêu chuẩn bàn giao nội thất mà khách hàng dễ dàng để về ở này, cũng như đủ điều kiện để cho thuê. Về pháp lý sở hữu lâu dài thì chắc chắn đây là những cái yếu tố để chúng ta tư vấn khách hàng để khách hàng có thể dễ dàng sở hữu nhất có thể. Và một cái ý thứ tư nữa là một cái thông tin tiếp theo muốn chia sẻ với anh chị. Đâu đó là anh chị cũng đã nghe qua về số lượng căn hộ của hai tòa giờ si, thì tôi muốn tổng quan lại một chút đó là về hai tòa giờ si chúng ta sẽ có tổng là 263 căn hộ, tổng là 263 căn hộ, chỉ 263 căn hộ thôi ạ, số lượng rất là giới hạn. Và riêng đối với studio chúng ta có tới 71 căn. Studio sẽ luôn là một loại căn hộ, là nền căn hộ mà có thể nói rằng là tính thanh khoản tốt nhất trên thị trường tính đến hiện tại. Hay là chúng ta có các căn hộ một phòng ngủ này, hai phòng ngủ này, căn thừa kỳ này, hay căn ba phòng ngủ, và tất cả căn hộ của chúng ta đều có những điểm mạnh, tất cả mọi cái góc view của chúng ta từ view tầng cao hay view tầng thấp đều có những lợi thế riêng. Như đặc biệt là đối với các căn chúng tôi thống kê ra rằng là có tới hơn 60% các căn hộ tại hai tòa giờ si là view biển. Đây là một một lợi thế có thể nói là cực kỳ khan hiếm, cực kỳ tốt để các anh chị có thể tư vấn với khách hàng, có thể khách hàng có thể sở hữu, và đây có thể nói rằng là một yếu tố khách hàng cực kỳ thích ạ. Và khi mà chúng ta nghĩ đến việc đi du lịch thì anh chị sẽ nghĩ đến đi đâu ạ? Đi rừng, đi núi, đi biển hay đi vào một thành phố nào đó? Thì đa phần chúng ta chắc chắn rằng là sẽ nghĩ đến cái yếu tố đầu tiên, nơi đầu tiên mà chúng ta đến, đó chính là đi biển, đúng không ạ? Và hiện tại thì du lịch chúng ta của Việt Nam cũng như là trên thế giới nó giống như là đang trong một cái gói rằng nó đang bị nén lại, đúng không ạ? Chỉ cần một cái yếu tố xúc thôi của Việt Nam chúng ta chắc chắn sẽ bung ra, và bất kỳ đâu, không chỉ riêng Phú Quốc, và đặc biệt là Phú Quốc sẽ là một điểm đến thu hút khách hàng trong thời gian tới, không chỉ khách Việt Nam mà còn khách quốc tế, khách châu Âu, khách Hàn Quốc, khách Nhật Bản, vân vân, đúng không ạ? Và cái lợi thế của căn hộ giờ si là sao? Thứ nhất đó là 60% view biển, đúng không ạ? Nội thất hoàn thiện, khách hàng dễ dàng sở hữu, kéo vali về hay dễ dàng để kinh doanh cho thuê, đúng không ạ? Và khi khách hàng mà khi mà khách du lịch đến với Phú Quốc hay đến với bất kỳ một thành phố biển nào, khi mà người ta đến thành phố biển là người ta phải nghĩ ngay rằng là à, tôi muốn mong muốn rằng là tôi được ở trong một căn hộ này hay ở tại một bất động sản nào đó có thể nhìn trực diện ra biển. Thì căn hộ The Sea của mình nó đáp ứng đủ tất cả mọi yếu tố, nhìn ra biển, ngắm hoàng hôn cực kỳ đẹp, đúng không ạ? Vậy là đây là những cái yếu tố mà em muốn chia sẻ đến anh chị, là cũng là một trong cái key selling point mà sau này anh chị có thể bán hàng để tư vấn cho khách hàng ạ. Đó. Và đây toàn bộ là những cái thông tin tổng quan về các hai tòa căn hộ The Sea. Và tiếp theo để đi chi tiết hơn, anh chị có thể nắm rõ hơn về chi tiết layout căn hộ này để tư vấn cho khách hàng chọn căn tốt nhất có thể, thì xin mời anh Long ạ. Hệ thống lại tất cả những cái thông tin về các cái đơn vị hợp tác của dự án này, thì chúng ta đã thấy một cái bức tranh, đó là các căn hộ ở đây đều được chuẩn bị rất là kỹ, và việc khách hàng là gì, là chỉ cần thanh toán 10% thôi, vừa xách vali đến và ở, mà không ở thì cho thuê được rất là dễ, đúng không? Và các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn hoàn thiện nội thất rồi là cảnh quan đều rất là uy tín, đều là hàng đầu cả, hàng đầu Việt Nam cả, cho nên là chúng ta có được một sản phẩm rất tốt. Ngay từ khi mà chúng ta chào ra thì đã là thuộc, theo chúng tôi đánh giá là một trong những sản phẩm tốt nhất trên thị trường hiện tại, bởi vì là
các công tác thiết kế và hoàn thiện thì nó đều rất ok cả, đặc biệt là cái view biển. Cái view biển thì chúng ta đã dành ra rất nhiều buổi chúng ta nói về view biển rồi. Cái buổi đào tạo thứ nhất là nói về những căn nhà ở khu vực trung tâm mà có view biển. Thế rồi trong cái buổi livestream kickoff vừa rồi thì cũng nhắc đến cái view biển rất là nhiều, đúng không? Chúng ta nhấn mạnh đặc biệt vào view biển. View biển ở đây không chỉ là view biển đơn thuần mà còn là view biển view cầu hôn, view hoàng hôn, view vortex, view cáp treo vân vân. Tức là chúng ta có cái view hàng chục nghìn tỷ ở trong ngay trong tầm mắt mình, rất là dễ để mà nhìn thấy tất cả cái đấy. Thế thì chắc hẳn là vừa rồi thì chúng ta cũng đã cử đội marketing của mình đến và đi lên các tầng cao của The City để chúng ta ngắm xem là cái view biển thực sự là như thế nào. Thì chắc chắn là chúng ta đã hiểu rồi. Thế cho nên là ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đi lại về thông số sản phẩm và phân tích một số những cái đặc điểm về layout để cho mọi người cùng nắm lại thông tin và hiểu được rằng chúng ta nên tư vấn như thế nào với loại hình này, với loại hình căn hộ A, B, C. Thế thì tôi sẽ đi vào cái phần đầu tiên. Đấy là cái phần thông số chung. Thì ở đây thì tôi sẽ liệt kê lại. Nếu mà các anh chị không kịp thì có một số điểm đặc biệt thôi. Điểm đặc biệt nhất là chúng ta cần phải ghi nhớ và khách hàng sẽ rất yêu thích những điểm này. Ví dụ như là cái chiều cao trần của các tầng căn hộ chúng ta sẽ có chiều cao trung bình điển hình là 3,5 m. Và với cái mái, với cái trần thông thủy, chúng ta hay nhớ là chúng ta có cái trần thông thủy hình mái vòm, đúng không, cong lên, và điều đó thì càng làm cho cái chiều cao trần thông thủy căn hộ nó rất là thoáng rộng. Thì nếu mà vừa rồi thì anh chị em nhà mình mà đã đi trải nghiệm cái căn hộ mẫu thì sẽ thấy được cái việc đó, nó rất là thoáng, rất là rộng. Chúng ta sẽ có cái phần trần cong ở cái phòng ngủ này, phòng khách này, còn phòng bếp và phòng vệ sinh thì chúng ta sẽ có cái phần trần phẳng, đúng không? Thì cái chiều cao trần ở đây là một cái selling point về mặt xây dựng, về mặt thiết kế, về mặt xây dựng mà chúng ta sẽ không thể tìm kiếm được ở chỗ nào khác. Rồi các cái chiều cao thô từ tầng 1 đến tầng 4 nó rất là cao. Tầng 1, tầng 2, tầng 3 là 5 m, tầng 4 là 3,9 m, thì nó giúp cho cái việc gì? Nó giúp cho tổng chiều cao công trình nó đẩy lên, và nhờ đó thì cái view biển của những căn hộ ở tầng 4 là nó đã rất là tốt rồi. Thì tôi đang ví dụ minh họa ở đây, đúng không? Tức là cái những hoa hậu ở đường Milan, cái này tôi đã chia sẻ một lần rồi nhưng mà tôi muốn nhắc lại một lần nữa, bởi vì cái này nó là cái selling point cực kỳ quan trọng. Cái shop house ở đường Milan chúng ta có 4 tầng nổi, thì cộng thêm cái tum nữa thì nó sẽ rơi khoảng tầm hơn 16 mét một chút. Thế thì cái chiều, cái phần mái của cái tum thì nó chỉ cao hơn cái sàn của tầng 4 một chút thôi. Như vậy là nếu mà chúng ta đứng ở trên tầng 4 là chúng ta hoàn toàn có thể ngắm được biển rồi, đúng không nào? Vậy thì cái số lượng căn hộ mà ở cái phía mà nhìn ra biển nhưng mà lại không nhìn được biển ấy, là những căn ở tầng 3 nó rất là ít. Còn lại là từ tầng 4 đến tầng 15 chúng ta có đến là 11 tầng căn hộ là view biển rất là đẹp. Thế thì cái chiều cao tầng 1, 2, 3, 4 là nó mang đến cái lợi thế cho những căn hộ ngay từ tầng 4. Đúng không? Thế rồi là chúng ta sẽ có các cái hệ thống kỹ thuật như sau. Ví dụ như là tại mỗi tòa thì chúng ta đều có 3 thang máy cả. Nhưng với cái tiết diện nhỏ, diện tích nhỏ của S1 thì chúng ta sẽ cần 2 thang máy 825 kg và 1 thang máy lớn 1050 kg. Còn bên S2 thì chúng ta có cái số lượng căn hộ nhiều hơn, rất là nhiều. Chúng ta có 2 mặt trước, mặt sau. Thế cho nên chúng ta sẽ cần 3 cái thang máy lớn là 1050 kg. Rồi chiều rộng hành lang cũng là 1m8 này. Rồi đối với các cái tiện ích, hệ thống tiện ích ở các tầng thì chúng ta sẽ có các cái tầng như sau. Tầng 1 thì chúng ta có sảnh ở đường Milan này. Tầng 2 chúng ta có phòng sinh hoạt cộng đồng này. Tầng 3 chúng ta sẽ có sảnh chính, sảnh lễ tân chính ở trên đường Murano này. Tầng 4 là sẽ có kit, sẽ có gym, sẽ có thư viện. Nó nằm ở tòa nào thì tôi đã để sẵn ở đây rồi. Thì anh chị chỉ việc là chụp cái màn hình này thôi và đã nhìn thấy luôn rồi. Ví dụ như là kit room thì nằm bên S1, còn gym và thư viện thì nằm bên S2. Rồi lên tầng 5 thì chúng ta sẽ có một phần sân vườn rất là rộng, rộng 130 m², kết nối hai tòa với nhau, tức là đi từ bên này sang bên kia được. Rồi đến tầng, các tầng trên là tầng căn hộ, từ tầng 6 đến tầng 15 là tầng căn hộ và không có sự kết nối với nhau, đúng không? Và lên đến tầng 16 thì chúng ta phần tầng tum đấy thì chúng ta sẽ có bắt đầu có cái hệ thống tiện ích có thể nói là rất là đẹp và lần đầu tiên có mặt tại Phú Quốc. Ví dụ như là cái phần sân vườn trên mái này cũng rất là rộng, rộng đến 900 m² và chiều cao của nó so với mặt nước biển là 103 m.
Còn ở bên tòa S2 thì chúng ta có một cái bể bơi vô cực là rộng 250 m². Và hãy nhớ rằng là trong bể bơi vô cực này chúng ta sẽ có cả phần bể bơi cho trẻ em. Nó có độ sâu khoảng tầm 60 cm, 60 phân. Và cái phần bể bơi này thì cao hơn cái phần sân vườn bên kia là khoảng tầng, tức là nó sẽ thành 106 m so với mặt nước biển. Đó. Ngoài ra thì chúng ta có thêm cả những cái tiện ích phụ trợ trong cái việc tắm bơi nữa, ví dụ như là khu tắm tráng này, khu bể sục này, khu phòng sông hơi này, phòng thay đồ này, vân vân. Thì cái tầng 16 này là một cái tầng mà chúng ta sẽ có được những không gian rất là chill ở thế này để ngắm hoàng hôn, đúng không? Vừa bơi vừa ngắm hoàng hôn. Đấy, thì đây là những cái thông số kỹ thuật. Cái này thì tôi đã chia sẻ rồi thì tôi sẽ không chia sẻ lại nữa. Và chúng ta sẽ đi thẳng luôn vào cái phần layout. Đối với tầng 3, tầng 1, tầng 2 tôi sẽ bỏ qua bởi vì chúng ta sẽ chỉ có một cái sảnh ở đường Milan và tầng 2 thì chúng ta có phòng sinh hoạt cộng đồng. Nhưng mà khi lên tầng 3 thì chúng ta sẽ có được cái sảnh ở khu vực đường Murano. Tức là cái theo hướng nhìn của cái slide này là nhìn từ dưới lên đấy, chính là sảnh đường Murano, và ở hai phía hai bên thì chúng ta sẽ có các cái khối thương mại ở dưới. Rồi là khi mà chúng ta đi vào trong thì chúng ta cũng nhìn thấy cái hành lang, một cái xin lỗi, phải hành lang mà là một cái giếng trời thông tầng nhìn thẳng từ trên tầng 3 xuống dưới sảnh của tầng 1, rất là cao. Chính vì thế ở cái slide trước tôi có để là cái chiều cao trần tầng sảnh ấy nó cao đến 20 m, là vì thế. Và ở đây thì chúng ta sẽ có được một cái vách kính và chúng ta có thể nhìn thẳng ra ở phía bên kia đường Milan được. Rồi nếu chúng ta tách sang hai bên khu vực căn hộ thì chúng ta sẽ có được những cái dãy căn hộ mà ở phía mà nhìn ra biển. Nhưng mà đối với tầng 3 thì xin nhắc lại là sẽ không có view biển nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn, khi mà chúng ta đi vào căn hộ ở đây chúng ta sẽ nhìn xuống được những cái gì. Chúng ta sẽ nhìn xuống được cái đường phố Milan ở bên dưới. Chúng ta sẽ nhìn thấy Spanish Step, chúng ta sẽ nhìn thấy những căn nhà song house, the center. Rồi chúng ta sẽ nhìn thấy những cái dòng người qua lại, nó ở ngay trong tầm mắt thôi. Và hãy nhớ rằng là đường Milan là cái tuyến đường du lịch kết nối tất cả những công trình tiện ích lại với nhau. Thế thì với cái những căn ở tầng 3 này thì ngoài cái lợi thế về giá ra thì tôi cũng đánh giá là khi mà ở những cái tầng 3 này thì khi mà nhìn xuống những cái dãy phố đường Milan ở bên dưới thì chúng ta cũng sẽ có được những cái tầm view nó rất là vui, đông vui nhộn nhịp, rất là sầm uất. Rồi và ở đây thì chúng ta cũng nhìn thấy một số thứ khá lạ. Đấy là ví dụ như có những cái vách kính ở trên những cái chỗ hành lang như thế này. Những chỗ hành lang này thì đây sẽ là những cái vách kính đảm bảo về yêu cầu về tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy. Và với dự án này thì đây là một dự án được liệt kê là chung cư, là để ở. Thế cho nên là những yêu cầu về phòng cháy chữa cháy này nó rất là khắt khe và rất là tỉ mỉ. Cho nên là ở đây cái tòa nhà chúng ta sẽ đảm bảo tất cả những tiêu chuẩn cao nhất đối với căn hộ để ở, đối với một tòa chung cư, căn hộ chung cư. Tiếp đến cái phần căn hộ bố trí như thế nào thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là ở tầng 3 này chúng ta bắt đầu có căn hộ. Thì tất cả ở giữa thì chúng ta toàn bộ bố trí là studio, chứ còn cứ đầu hồi thì chúng ta sẽ có những cái căn 2 phòng ngủ và 1 phòng ngủ. Ví dụ như 2 căn màu xanh thì chúng ta sẽ có là 2 căn 1 phòng ngủ. Và ở hai đầu thì chính là 2 căn hộ 2 phòng ngủ. Thế thì cái căn hộ ở phía bên tay trái S20306 là chúng ta đã có cái căn hộ mẫu tương tự rồi. Thì mọi người có thể tưởng tượng được. Thì ví dụ như là cái cửa sổ bên hông của cái căn này thì chúng ta có thể nhìn xuống đâu ạ? Nhìn xuống Spanish Step. Đó. Thế thì ngay từ tầng 3 chúng ta có thể nhìn xuống những cái cảnh quan tiện ích chính của dự án rồi. Thế còn ban công thì là như vừa rồi tôi phân tích là nhìn xuống đường Milan. Còn đối với bên này, đối với căn hộ S10301 thì chúng ta lại có một cái ban công rất là dài và rộng khoảng tầm hơn 10 m², rất là rộng. Rồi hai cái phòng ngủ nó rất là đẹp, đặc biệt là cái phòng ngủ master ở cuối ngoài cùng bên phải đây thì chúng ta sẽ có hai cái cửa sổ, một cửa sổ thì nhìn xuống phía ngã tư đường Milan và đường Taormina, và cái cửa sổ còn lại thì lại sẽ nhìn ra phía đường Milan. Bây giờ ban công rồi phòng khách, cho nên căn này là một căn tôi đánh giá là có cái layout rất là hợp lý và đẹp. Đối với tầng 3 thì chắc chắn là ở khu vực mà ở giữa này chúng ta có cái sảnh, cho nên là đối với hai căn hộ một phòng ngủ ở sát cái sảnh này thì chúng ta sẽ không có được cái cửa sổ, bởi vì đây chúng ta có cái sảnh rồi sẽ không có cửa sổ. Lên tầng 4, đây là cái hình minh họa sảnh Murano, sảnh lễ tân đường Murano.
ở phía đằng sau cái vách kính kia chính là cái sảnh lễ tân của tòa đối diện, thì chính là tòa H3 H4. Thế thì cái phong cách nội thất khu công cộng này thì đã được training ở buổi trước rất là kỹ rồi, tôi sẽ không nhắc lại nữa, mà chỉ ở đây để đây một cái hình để cho tất cả anh chị em ta cùng tưởng tượng là cái mức độ sang trọng nó vượt qua cái tiêu chuẩn của tòa căn hộ chung cư, đúng không? Bước vào đây rồi chúng ta sẽ có cảm giác giống như là khách sạn vậy, và khách sạn rất là cao cấp. Chúng ta sẽ có ghế sofa để ngồi nghỉ, chúng ta có lễ tân, chúng ta có cái phần ốp lát đá, rồi các cái trang trí như đèn cũng rất là đẹp. Đây, thêm một cái hình này nữa thì chúng tôi đã gửi cho các anh chị vào buổi trước rồi. Đó. Rồi khi mà tiến vào trong hành lang chúng ta sẽ có được những cái lối đi nó rất là hấp dẫn như thế này. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy là khi đi ở đây và sẽ có cửa hai bên nhà, hai bên sảnh thang máy. Thì những hình này thì tôi xin nhắc lại thôi. Rồi đi lên tầng 4 thì chúng ta vẫn giữ cái phần khu vực chung ở giữa này, nó tương tự như vậy, tức là chúng ta vẫn có cái khu vực lối đi chung và một cái sảnh chung, và hai căn hộ ở sát cái sảnh đấy thì nó vẫn là không có cửa sổ bởi vì là khu vực chung mà. Rồi thế thì ở đây thì chúng ta có gym, chúng ta có thư viện, chúng ta có phòng pick up, và cái phía này là cái phía nhìn ra đâu, cái phía nhìn thì có cái hình minh họa đây sẽ nhìn sang tòa đối diện là tòa H3 H4, đúng không? Và vẫn tương tự như tầng 3, chúng ta vẫn có cái phần căn hộ là nó chỉ nhìn sang phía bên đường Milan thôi, và về cơ cấu là giống hệt tầng 3, không khác gì cả. Tôi sẽ đi tiếp lên tầng 4. Tầng 4 là cái sự thay đổi nó rất là rõ ràng rồi, đây tầng 3 đây. Và lên tầng 4 thì chúng ta sẽ thấy được là cơ cấu căn hộ thay đổi này. Chúng ta thấy loại hình căn hộ thay đổi này, chúng ta thấy sự sắp xếp căn hộ nó thay đổi. Chúng ta đã bắt đầu có những căn hộ mà nhìn ra phía đường Murano, đúng không? Chúng ta sẽ nhìn xuống cái hồ nước ở trước sảnh lễ tân của tòa H3 H4. Rồi tầng 4 này chúng ta đã không còn nhìn thấy, ví dụ bên tòa S2 chúng ta sẽ đã không còn nhìn thấy những căn hộ studio mà hướng ra phía biển nữa rồi, mà chúng ta sẽ thay vào đó là chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có đùa kỳ, chúng ta sẽ có một phòng ngủ, và vẫn tương tự cái cơ cấu đấy là cứ căn góc thì là căn hai phòng ngủ. Và đây chúng ta thấy có thêm một cái loại layout hai phòng ngủ mới nữa, đấy là phòng khách ở giữa và phòng hai phòng ngủ hai bên đó. Thế thì cái căn hai phòng ngủ S20506 này thì sẽ nhìn xuống đường Murano, và nhưng mà cái cũng vẫn có một cái cửa sổ nhìn xuống được Spanish Step. Đấy, thế còn về đua kia thì chúng ta đã biết rồi, và một phòng ngủ thì chúng ta đã có căn mẫu rồi, rồi hai phòng ngủ. Đặc biệt ở đây thì chúng ta sẽ có được một số căn hộ hai phòng ngủ ở cái góc này, bắt đầu mở cửa ra nhìn ra cái sân vườn. Không phải tất cả, bởi vì ở đây còn có một số hệ thống kỹ thuật mà sát với tường nữa, cho nên là không phải căn nào cũng có thể mở cửa sổ ra, mà chỉ có ví dụ như căn hai ngủ S2012A là có thể làm được cái cửa sổ nhìn ra sân vườn. Đó. Thì cái minh mọi người có thể nhìn thấy đây. Chúng ta còn có một số những cái tiểu cảnh quan, rồi cây xanh nữa, cho nên là chúng ta sẽ khó có thể mở được cửa sổ ngay từ tầng 4 này. Đó. Và đây là ban ngày, và đây là buổi đêm. Thế còn là đối với S1 tầng 4 thì chúng ta rất là hay là chúng ta có giữ được cái dual studio 27m2, và sao nhở tầng 4, tầng 5 là chúng ta đã view biển rồi, cho nên là hãy nhớ rằng là chỗ này là chỗ studio vô cùng đẹp này, tầng 5, đúng không? Rồi ở chỗ này chúng ta sẽ có thêm một căn hộ studio nữa, loại hình vuông này, và toàn bộ hai cái tháp S1 S2 này chúng ta chỉ có cái vị trí này, cái vị trí mà phía một căn duy nhất của S1 là nhìn ra phía đường Burano là cái loại studio này thôi. Đó. Thì nó cũng tương tự như cái tòa H1 ấy, chúng ta có đúng một căn như này thôi, thì nó tương tự như vậy, với một cái ban công rất là dài, rộng khoảng tầm hơn 10m2 ban công. Đó. Và đặc biệt này, mọi người chú ý là chúng ta có một cái hành lang kết nối thẳng xuyên suốt từ bên nhà bên này sang nhà bên kia, đi qua cái sân vườn này. Đó. Và đây sẽ là một cái không gian để ngồi để đi dạo này, để ngồi thưởng ngắm cảnh, bởi vì là từng năm chúng ta đã view được biển rồi, đúng không? Đó. Ngắm được hoàng hôn rồi. Thế thì cái sân vườn này cũng là một cái điểm đến nó rất là hấp dẫn nữa. Thế rồi đây cũng là cái điểm kết nối giữa hai tòa với nhau. Như vậy là chúng ta sẽ có khoảng 5 tầng chúng ta kết nối hai tòa với nhau, từ tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 và tầng 5.
là năm tòa, năm tầng sẽ kết nối được hai bên với nhau. Ví dụ như là tôi ở tòa S1, chị Quyên ở tòa S2 thì chúng tôi có thể đi qua nhà nhau chơi chẳng hạn, bằng các đường từ tầng 1 đến tầng 5. Còn lên tầng 6 là chúng ta đã không còn nữa rồi. Tầng 6 chúng ta tách ra rồi, đúng không? Đây. Thế thì về cơ cấu căn hộ thì lên tầng 6 thì chúng ta sẽ giữ nguyên ở cái tòa S2, còn tòa S1 thì chúng ta có một cái sự thay đổi rất là rõ ràng là chúng ta không còn studio nữa, chúng ta chỉ còn đúng một căn là Vinbiển thôi. S1 0602. Và cái cơ cấu ở giữa này nó thay đổi thành một ngủ và duoki, tương tự như cái cách mà S2 chuyển từ tầng 4 đến tầng 5. Đó. Và ở đây do cái vấn đề là khi mà chúng ta không có cái hành lang ở chỗ này nữa, ở cái khu vực này, chỗ này nữa, thế cho nên là chúng ta đã có thêm phần diện tích để chúng ta làm vào căn hộ. Do vậy chúng ta thay ở đây, ở trên là chúng ta có một căn hộ là một phòng ngủ. Thì bây giờ chúng ta chuyển thành căn hộ hai phòng ngủ ở chỗ này. Và tất cả những căn ở đây thì đương nhiên là sẽ có cửa sổ rồi. Đúng không? Đây chúng ta vẫn có được cái căn studio mà vuông bây giờ phía sau. Tầng 8 tương tự với tầng 6, tầng 7. Nhưng mà tầng 9 đến tầng 12 thì chúng ta sẽ thấy có một cái sự đặc biệt này. Tức là chúng ta sẽ có cái phần kiến trúc mặt ngoài nó xây lùi vào trong, xây thụt lùi vào đối với tầng trên. Thì chúng ta đang nhìn tầng 8 này, chúng ta hãy chú ý vào cái góc này, cái góc S20808 và S20809. Đây, cái chỗ này. Thì chỗ này là chỗ chúng ta sẽ xây thụt vào trong, xây lùi vào ở tầng trên. Đó, ví dụ là xây nó sẽ lùi vào như này. Ở tầng trên nó sẽ lùi vào một tí. Thế cho nên là cái phần diện tích nó sẽ thay đổi. Chúng ta cũng tương tự có cái điều đó ở cái căn ở cái phía bên tòa S1. Mấy cái căn studio với cả một ngủ đôi khi phố 02, 03, 04 này cũng thế. Tức là khi mà xây lùi vào trong, cái này thì để đảm bảo kiến trúc nó của mặt ngoài nó không bị thô cứng quá, tức là chúng ta sẽ không có một bức tường dựng thẳng đứng lên, mà chúng ta sẽ có những cái đưa ra đưa vào để cho cái kiến trúc của tòa nhà nó đẹp, nó đóng góp vào cái vẻ đẹp chung của toàn dự án. Thế thì vì cái sự thay đổi về cái diện, về cái tiết diện sàn như vậy thì đương nhiên là cái cơ cấu căn hộ nó cũng sẽ thay đổi. Và ở đây thì chúng ta chỉ có thay đổi cái mặt trước thôi, còn cái mặt sau thì chúng ta giữ nguyên, không có gì khác cả. Và chỗ nào mà xây thụt vào, xây lùi vào thì chúng ta sẽ có cái phần thay đổi. Ví dụ như ở đây thì chúng ta có 3 căn là S20807, 0808, 089 thì trên này chúng ta chỉ còn là 2 căn thôi. Đúng không? Và chúng ta sẽ thay thế bằng cái gì? Chúng ta sẽ thay thế bằng căn hộ 3 phòng ngủ ở góc. Và như vậy thì từ tầng 9 là chúng ta đã có căn hộ 3 phòng ngủ rồi ở bên tòa S2. Nhá. Căn hộ duoki ở đây thì chúng ta sẽ thay thế bằng căn hộ 2 phòng ngủ. Tương tự như vậy. Ở bên tòa S1 thì chúng ta sẽ có là thành 1 ngủ và 2 phòng ngủ ở đây. Rồi, vậy là chúng ta đã nhìn thấy cái loại 3 phòng ngủ xuất hiện ở tầng 9 đến tầng 12 rồi, đúng không? Tầng 13 cũng tương tự như vậy, không gì khác cả. Lên đến tầng 14 thì chúng ta sẽ thấy là cái phần kiến trúc nó lại tiếp tục thay đổi ở cái khu vực bên phải đây, căn 10, 11, 12 của S2 và 4, 5, 6 của S1 thì chúng ta lại có cái phần kiến trúc nó lùi vào thêm nữa. Đó. Thì chúng ta lại thấy xuất hiện thêm ở cái góc giữa này có 2 căn 3 phòng ngủ, đúng không? Và thêm những loại 2 phòng ngủ nữa. Thế thì như vậy là khi chúng ta lên càng lên cao, từ tầng 8 đổ lên, tầng 9 đổ lên, bắt đầu từ tầng 9 đổ lên là chúng ta bắt đầu nhìn thấy nhiều hơn những căn hộ 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ ở trên tầng cao này và có view biển. Đó. Và chúng tôi thông qua khảo sát thì chúng tôi thấy được rằng là có rất nhiều vị chủ nhân, rất nhiều người giàu thích sở hữu những căn hộ mà có diện tích rộng, có nhiều phòng ngủ, có nhiều không gian chức năng, ví dụ như phòng tắm rộng này, ví dụ như là bếp rộng này, ví dụ như là các cái phòng tắm có thể nhìn được ra biển nữa, bởi vì họ rất mong muốn được đưa gia đình của mình ra đây để trải nghiệm trong một thời gian khoảng 1 đến 2 tháng, hoặc không dùng thì có thể cho thuê theo kiểu dài hạn, cho thuê theo nửa năm một, hoặc là có thể cho bạn bè tặng những kỳ nghỉ này cho bạn bè và người thân. Đó, thế thì nhìn ở trên cái leo này chúng ta sẽ thấy là những căn hộ 2 ngủ và 3 ngủ phần lớn là sẽ nằm quay hướng ra biển. Đây là cái lợi thế mà xin được nhắc lại là lợi thế lớn nhất trong tất cả các tòa căn hộ tại Hillside Residence. Đối với tầng 15 thì chúng ta vẫn tương tự giữ cơ cấu không có gì khác cả. Tầng 4, tầng 14, 15 là giống hệt nhau. Đấy. Ok. Rồi lên đến tầng 16 thì chúng ta sẽ có cái gì bể bơi. Chúng ta nhìn thấy cái bức hình này rồi đúng không? Đây, một ngày không xa nữa thôi, tức là hơn một năm nữa, khoảng 15-16 tháng nữa là chính chúng ta cũng sẽ là những người đầu tiên được bơi ở cái bể bơi này, trải nghiệm bể bơi này.
để và mời khách hàng đến đây để trải nghiệm, để tận hưởng cái ánh vàng hoàng hôn vô cùng tuyệt đẹp của Nam Phú Quốc. Rồi những cái khu vực tiện ích chung dành cho việc tắm, bơi lội thì như là sauna, locker, phòng thay đồ, rồi jacuzzi, rồi sông hơi, vân vân, thì những cái này đã chia sẻ buổi trước rồi. Đó. Và hãy nhớ là tất cả những cái tiện ích này nó nằm tạo thành một cái cụm ở trên tầng 16. Và tiếp đến tôi sẽ đi qua những cái layout căn hộ. Thì chúng ta có rất nhiều layout khác nhau. Ví dụ như là studio chúng ta có đến 2-3 loại, một phòng ngủ chúng ta có đến 2-3 loại, rồi là hai phòng ngủ chúng ta có đến 3 loại, rồi 3 phòng ngủ chúng ta có đến 2 loại. Thì ở đây chúng tôi có gọi là có làm một số những cái layout bóc máy đổ màu như thế này để chúng ta dễ dàng phục vụ khách hàng hơn. Ví dụ như căn hộ studio, cái loại này là chúng ta đã làm mẫu rồi đúng không? Thì chúng ta rất biết là cái layout nó như thế nào, cái nội thất ra sao và cái tông màu của nó là gì. Đây thì chúng ta sẽ có cái tông màu này là tông màu xanh olive. Và cái này thì tôi sẽ không phân tích lại nữa. Rồi chúng ta có cái loại studio thứ hai là cái loại studio mà nhìn ra phía sau, cái chỗ cái một căn duy nhất của tòa S1 và nhìn ra đường Burano. Thì đây là cái loại studio đấy. Thì với cái diện tích này thì nó khác với căn studio trước là căn này là căn dài, thì còn căn thứ hai này thì là căn có cái phần layout đó là hình vuông. Thế cho nên là chúng ta sẽ có được thêm những cái khu vực nó rất là chill, rất là đẹp. Ví dụ như là cái ghế cuối giường như thế này. Và chúng ta hoàn toàn có thể là thưởng thức một cái chai champagne hay là rượu vang gì đó ở ngay cái khu vực cuối giường này, một cái ghế, một cái bench rất là dài, đẹp và màu da cam. Ở trong công năng, ở trong khu vực này thì chúng ta vẫn có đầy đủ tất cả những công năng của một căn hộ, đủ để chúng ta lưu trú dài ngày. Giống như một khách sạn bình thường, như là bếp này, như là tủ lạnh này, như là chậu rửa này, phòng tắm, rồi tủ quần áo đầy đủ tất cả mọi thứ. Rồi chúng ta có một cái ban công rất là dài với những cái ghế và bàn để ngồi ngắm cảnh nữa. Và hãy nhớ rằng là những căn này là những căn mà quay ra đường Burano, thế cho nên là nó có thể khẳng định luôn đấy là nó rất là mát mẻ cả ngày luôn. Đó. Tiếp đến là căn hộ một phòng ngủ, thì căn này chúng ta cũng đã có cái căn mẫu đúng không? Chúng ta đã có căn mẫu rồi. Thì ở đây thì xin lưu ý nhắc lại một chút thôi. Đấy là tất cả những cái phần sàn của bếp này, của phòng khách này thì chúng ta sẽ là lát gạch Tezano. Còn phòng ngủ chúng ta sẽ là khúc gỗ. Và ở trong căn này thì chúng ta có hai phần ban công tách rời nhau, và ở giữa chúng ta sẽ có một cái khu vực để làm kỹ thuật. Kỹ thuật ở đây là tôi đã phân tích rồi, đấy là chúng ta sẽ đảm bảo cái vừa đảm bảo cái tính thẩm mỹ mà vừa đảm bảo cái việc vận hành nó không ảnh hưởng đến người dùng. Thì chúng ta sẽ đưa cái cục nóng điều hòa nó hướng cái hơi nóng ra ngoài, và khi chúng ta ngồi ở ban công này thì chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng đến cái cục nóng điều hòa. Rồi, và với cái này thì những cái công năng thì chúng ta đã thấy rất là rõ ràng rồi. Và đây là căn hộ một phòng ngủ 47 m². Nếu mà nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy là nó có một phòng ngủ thôi, nhưng thực tế buổi trước chị Trân đã đào tạo rằng là tất cả những cái sofa ở đây đều được thiết kế là sofa bed cả. Thế cho nên là chúng tôi sẽ không gọi là một phòng ngủ, mà chúng tôi sẽ gọi là căn hộ này là căn hộ 1,5 phòng ngủ, và có thể ở được là từ 3 cho đến 4 người đúng không? Có thể là 3 người lớn và một trẻ nhỏ nữa. Thì nó không khác gì hai căn hộ studio, hoặc là không khác gì căn hộ 2 phòng ngủ cả, đúng không nào? Đó. Và tất cả những công năng thì chúng ta vẫn có rất đầy đủ, từ bếp, tắm, khách, bàn ăn, rồi máy giặt, khu vực máy giặt, các thứ rất là đầy đủ, không thiếu gì cả. Tiếp đến là một cái layout khác, một phòng ngủ khác, thì căn này là căn nhỏ hơn, thì nhưng mà về cơ bản nó giống hệt như vậy. Và căn này thì chỉ có một cái ban công thôi, nó khác với căn kia. Tiếp đến là căn duo key, thì căn này là căn nó là hai căn studio ghép lại với nhau thôi. Nó chỉ khác một cái đấy là cái vị trí bếp này, rồi cái vị trí cửa ra vào thì nó hơi khác cái loại studio một tí. Và đã có khách hàng hỏi với tôi rằng là thế thì cái phương án gọi là an ninh của cái căn này thì như thế nào, thì chia sẻ luôn mọi người lưu ý. Chúng ta sẽ có một cái khóa thông minh ở cửa chính dùng chung, còn hai cửa đi vào hai căn hai bên thì sẽ là cửa khóa cơ nhá, nhớ việc đó. Tiếp đến chúng ta có cái loại một phòng ngủ này cũng là cái loại một phòng ngủ mà xin lỗi hai phòng ngủ này là cái loại hai phòng ngủ mà gần giống với cả căn hai phòng ngủ mà thực ra là đây là căn hai phòng ngủ đang là mẫu. Thì chúng ta cũng có được tổng cộng là một cái giường to này, hai cái giường đơn này, và chúng ta có thêm cả cái sofa bed nữa.
Và như vậy với căn này chúng ta không chỉ phải là ở trong hai phòng đâu, không chỉ ở 4 người đâu, mà chúng ta có thể ở thêm đến tận 5 người, 6 người, rất là nhiều, đúng không? Thế thì cái việc thiết kế như vậy nó sẽ tạo ra cái lợi ích cho người dùng rất là nhiều. Nó sẽ một căn hộ này nó có thể có sức chứa nhiều hơn. Cái thiết kế chúng ta gọi là thông thường người ta sẽ hiểu là 4 người lớn, nhưng ở đây chúng ta sẽ có thể có nhiều hơn người lớn. Và như vậy thì cái căn hộ đây nó ngoài cái đẹp về thẩm mỹ ra thì nó còn có cái tính thực dụng rất là cao. Rồi tiếp đến là cái loại hai phòng ngủ 2BR3, và chúng ta sẽ thấy nó xuất hiện ở cái khu vực S, khu vực S2 tầng cao, và chúng ta sẽ thấy cái loại này. Với cái loại này thì chúng ta sẽ chú ý rằng là đương nhiên rồi, cái khu vực phòng bếp, phòng tắm, phòng khách thì chúng ta sẽ vẫn là gạch Tezano, và trong nhà chúng ta sẽ có cái phần ốp gỗ, đúng không? Thế còn là cái căn này nó hay một chỗ đấy là cái phòng khách nó sẽ chia đôi hai phòng ngủ ra, thì hai cái phòng ngủ này nó sẽ có được cái sự riêng tư hơn so với những loại khác. Thế còn cái phòng master ở bên kia thì chúng ta sẽ có một cái toilet riêng và một không gian riêng hoàn toàn rồi, chúng ta sẽ không có bị ảnh hưởng bởi những cái người dùng khác ở trong căn nhà này. Và đây là một cái màu xanh xanh olive rất là đẹp. Tiếp đến tương tự như vậy, cũng là một cái loại hình hai phòng ngủ với phòng khách ở giữa, nhưng mà cái căn này thì nó có cái phần diện tích nó lớn hơn, cho nên chúng ta sẽ có cái phần ngủ ở phía góc trái ấy, nó lớn hơn cái kia, về cơ bản nó giống hệt nhau. Đấy. Và chúng ta hãy nhớ rằng là chúng ta vẫn có cái sofa bed ở đây nhé, vẫn có sofa bed. Tiếp đến là căn hộ mà tôi chia sẻ là tôi rất yêu thích, nó nằm chính là căn 01 của tòa S1. Chúng ta sẽ thấy là cái phần không gian của hai phòng ngủ nó tách rời hẳn so với cái phần phòng khách và phòng bếp, nó tạo ra một cái sự riêng tư nhất định. Ví dụ như là ở ngoài mà có xem bóng đá ồn ào đi một chút, nhưng mà khi chúng ta bước vào đi qua cái sảnh hành lang, một cái foyer đi vào trong cuối nhà kia, thì chúng ta sẽ có được một không gian riêng tư hơn, yên tĩnh hơn. Và đặc biệt là cái phòng master chúng ta sẽ có được là hai cái cửa sổ và view đều đẹp với nhau cả. Một cái là view biển, và một cái thì view xuống ngã tư đường Murano này, đường Tamina và đường Milan, đúng không? Chúng ta sẽ nhìn thấy những căn nhà như kiểu là M28 này, hoặc là chúng ta sẽ nhìn về phía Thăng Rồng, chúng ta sẽ nhìn thấy Sales Center này, hoặc chúng ta nhìn về phía cảng, về phía cảng Bãi Đất Đỏ. Thế thì về cá nhân tôi thì tôi rất thích cái căn hộ này, bởi vì cái layout nó rất là đáng yêu, một cái ban công rất là rộng nữa. Tiếp đến là chúng ta có 3 phòng ngủ xuất hiện ở tòa nào. Chúng ta sẽ xuất hiện ở tòa S2, căn ở phía góc và cùng bên trái nhìn xuống Spanish Steps. Thì ở đây thì tôi rất thích cái phòng ngủ ở phía ngoài cùng bên trái đây, thì nó cũng riêng tư hẳn so với cả hai cái căn bên kia. Và với cái diện tích lớn 96-98m², chúng ta sẽ có được cái đảo bếp nữa. Rồi vẫn là sofa bed, đúng không? 3 phòng ngủ chúng ta ở 6 người và thêm cái sofa bed nữa thì chúng ta ở thêm như thế nữa. Thế thì với một gia đình mà 3 thế hệ thì chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến việc là chúng ta chỉ cần ở trong một cái căn nhà thôi, và không cần phải là thuê thêm ngoài nữa. Chúng ta vẫn có đầy đủ tất cả các công năng như là bếp, khách, rồi bàn ăn, rồi hai cái toilet rất là rộng nữa, đúng không nào? Ok, thì đó là về những cái thống kê và những cái phân tích layout của khu vực này. Xin lỗi. Ok, rồi bây giờ quay trở lại một chút, đấy là khi mà quay trở lại căn hộ một phòng ngủ đây. Trong thời gian vừa qua, trong mấy ngày vừa qua, sau khi mà kích họp xong này, sau khi mà đưa ra thông tin ra thị trường, thì chúng tôi nhận thấy rằng là có những cái sự gọi là lệch về nhu cầu. Và cái buổi đào tạo ngày hôm nay chính là một buổi đào tạo định hướng để các bạn tư vấn lại cho khách hàng. Tôi sẽ chỉ nhắc đến những căn hộ view biển thôi. Nhiều khách hàng lựa chọn và đưa ra cái quyết định là sẽ chờ căn studio để mua, ví dụ như là trung bình những cái loại view biển nó sẽ rơi vào tầm 3,5 tỷ. Và họ từ chối hoặc là họ không quan tâm đến căn hộ một phòng ngủ như thế này. Có diện tích là khoảng tầm 50m². Thế thì tôi muốn lập luận
và đưa ra các quan điểm của chủ tư rằng căn hộ này cũng đáng giá, thậm chí là có một chút nhỉnh so với căn hộ studio. Bởi vì sao? Hoặc là căn hộ Ruki nữa. Bởi vì là nếu mà chúng ta có cái phần diện tích và chúng ta có cái phần công năng, cái đồ nội thất công năng ấy, chúng ta kéo ra làm sofa bed được, thì cái căn này về mặt diện tích là họ sở hữu được cái phần diện tích để có thể cho thuê được nhiều người. Nó tương tự như căn studio vậy. Nếu mà chúng ta gộp hai căn studio là 27 mét vuông nhân 2 là tầm 54 mét vuông, và chúng ta phải bỏ ra cái chi phí là 7 tỷ, thì ở đây chúng ta chỉ cần bỏ ra một chi phí rơi vào khoảng tầm là hơn 5 tỷ thôi, chúng ta vẫn có một cái phần diện tích lớn và chúng ta vẫn có một cái sức chứa đối với người sử dụng là cũng tương tự như vậy, tức là cũng ở được 3-4 người, đúng không? Về mặt diện tích sử dụng là chúng ta có thể ít đi một chút, nhưng mà về mặt giá là chúng ta đang có lợi thế hơn studio rất nhiều. Thế thì ở đây là tôi muốn nhắc lại rằng là chúng tôi nhận thấy tư vấn căn hộ một phòng ngủ rất là dễ. Chẳng qua là chúng ta chưa đưa ra được cái thước đo so với studio thôi. Đấy. Nhưng mà nếu chúng ta nhân hai căn studio như vừa rồi tôi tính thử là 27 mét vuông nhân 2 tức là 54 mét vuông, thì giá chúng ta phải bỏ ra là 7 tỷ. Còn đối với căn hộ phòng ngủ chúng ta chỉ cần bỏ ra là hơn 5 tỷ thôi. Vẫn view biển, mà thậm chí view biển đẹp hơn, ở tầng cao hơn, vẫn từng đấy số người vào lưu trú. Vậy thì tại sao vậy thì tại sao chúng ta không mua cái loại một phòng ngủ, đúng không? Chúng ta có thể cho thuê nhóm bạn bè được, chúng ta có thể cho thuê lẻ được, đúng không? Chúng ta có thể cho thuê gia đình được, ví dụ như là bố mẹ và hai con nhỏ, vân vân, là chúng ta phục vụ được đa mục đích hơn. Còn nếu đối với căn hộ studio, chúng ta bỏ ra một chi phí, nếu tính trên mét vuông có thể nói là lớn hơn một chút so với một phòng ngủ, nhưng mà cái số lượng người nó sẽ rất bị hạn chế, và cái phần diện tích sử dụng, cái phần ví dụ như bộ bàn ăn là studio không có rồi, hay là bộ sofa là studio là không có rồi, đúng không? Vậy thì ở đây là cái giá trị sử dụng của căn một phòng ngủ nó lớn hơn của studio rất nhiều, đúng không nào? Và chúng ta vẫn cho thuê được với cái số lượng người như vậy, giá thì rẻ hơn. Đó. Thế thì ở đây chúng tôi muốn nhắc lại là hãy tư vấn vào căn một phòng ngủ, bởi vì nó có rất nhiều cái có lợi và nó còn view biển rất là đẹp nữa. Hầu hết phần lớn những căn một phòng ngủ đều là có view biển cả. Ở đây tôi đang nói những căn ở phía mà có view biển nhé, so sánh ở phía biển. Thế còn là những cái loại hình phía sau, ví dụ như là hai ngủ như thế này thì tôi không nhắc lại nữa, bởi vì những căn hộ này thì quá đẹp rồi, mà ở hơn được 4 người, đúng không? Ở thậm chí là 6 người, 7 người. Ok, và tôi sẽ tiếp tục đi qua cái phần bảng vật liệu hoàn thiện của căn hộ studio và Duoki, bởi vì là hai cái loại này giống nhau, sẽ không có phòng khách này, sẽ không có bàn ăn, sẽ không có sofa, đúng không? Thì ở đây thì chúng ta sẽ có phần lớn là chúng ta sẽ có hai loại bảng vật liệu hoàn thiện. Thứ nhất là studio Duoki, thứ hai là các loại còn lại là một ngủ, hai ngủ, ba ngủ. Đấy, bởi vì là bổ sung thêm không gian khách bếp. Thì đối với loại studio này thì chúng ta sẽ tìm thấy những cái vật liệu quen thuộc, ví dụ như là cửa ra vào là chống cháy 70 phút này, các phụ kiện cửa là Hafler hoặc là Yale, là những phụ kiện đắt và rất là có giá trị bền. Rồi là nếu mà bạn nào đã từng trải nghiệm cái nhà mẫu ấy, chỉ cần mở cái cửa ra thôi là sẽ thấy nó rất là nặng, rồi cái bộ bản lề rất là đắt tiền, đúng không? Đặc biệt là được sản xuất bởi AA Corporation. Rồi một số cái vật liệu khác thì các bạn tự đọc ở đây nhé, nhưng mà tôi chỉ nhắc đến những cái thương hiệu lớn thôi, ví dụ như là chậu rửa vòi rửa, rồi là bếp từ máy hút mùi, thì đều là các thương hiệu lớn với uy tín cả, Hafler, Bosch, TK, đúng không? Thương hiệu uy tín có nghĩa là bền, là dùng sướng, đúng không? Ok, rồi đi qua thêm một chút về những cái phụ kiện khác, những cái vật liệu nội thất khác ở trong phòng. Ví dụ phòng tắm thì chúng ta sẽ có phụ kiện cửa vẫn là Hafler này, rồi quạt hút mùi thì từ thương hiệu uy tín Panasonic rồi Mitsubishi, hoặc là mặt bàn lavabo thì là mặt đá granite, rồi là những cái thương hiệu của phòng tắm như là Rohe, Kohler, tương đương. Đấy, hoặc là bình chống lạnh cũng là thương hiệu nổi tiếng. Rồi các cái trang bị khác ở trong nhà như là các cái hệ thống truyền dẫn thông tin, truyền thông như là ổ cắm, rồi là chiếu sáng, rồi công tắc, rồi điện nhẹ, tức là ổ cắm internet này, rồi là mạng LAN này, rồi CCTV này, thì đều đã được
lắp đặt sẵn ở trong căn hộ rồi hệ thống điều hòa không khí nữa cũng là lắp đặt sẵn luôn. Thương hiệu thì là Daikin hoặc Mitsubishi là hai thương hiệu lớn nhất rồi và luôn được lựa chọn ở các khách sạn lớn, đúng không? Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng hệ thống điều hòa VRF, tức là điều hòa âm trần và sử dụng cái hệ thống điều khiển trung tâm. Rồi nhắc lại một lần nữa, đấy là hành lang căn hộ cũng có điều hòa và lấy khí tươi nha, hành lang tất cả các tầng luôn. Rồi cái đối với cái căn hộ một ngủ, hai ngủ, ba ngủ thì chúng ta cũng có được cái vật liệu này, thương hiệu này, rồi các cái nội thất nó cũng tương đương, tức là nó sẽ cũng tương tự như bên kia. Ở đây nó chỉ khác là chúng ta sẽ có thêm cái khu vực phòng bếp, tức là chúng ta có thêm bộ bàn ghế này, chúng ta có thêm cái kệ tivi này, chúng ta có thêm cái bộ sofa này, hay là các cái đồ trang trí ở xung quanh sofa, vân vân không? Thì đấy là cái thêm so với căn hộ Duoki và một phòng ngủ studio. Đấy. Còn lại là tất cả những cái thương hiệu này rồi các cái trang thiết bị nó đều giống hệt như bên kia cả. Đó. Thế thì vừa rồi là phần chia sẻ của tôi đối với phân tích layout tầng, layout căn hộ và một số những cái trang bị cho căn hộ khi một khách hàng nhận bàn ra. Xin cảm ơn. Xin mời Quang tiếp nối phần thứ ba. Xin được cảm ơn anh Long với cái phần phân tích layout rất là chi tiết. Giải ngân 70% thì có cái chính sách ưu đãi gì? Thì chúng ta có được cái ưu đãi hỗ trợ lãi suất 30 tháng 0% và nó sẽ có cái mốc chặn là đến ngày 4 tháng 7 năm 2024. Cái thông số này các bạn cần lưu ý để mà tư vấn cho khách hàng. Lưu ý là mốc chặn là tháng 7 năm 2024 và đối với dự án GC thì vẫn có ân hạn nợ gốc là 40 tháng. Và đến thời điểm tháng 2 năm 2023 thì khách hàng chỉ cần bỏ ra 15% nữa là chúng ta có thể nhận nhà, nhận một cái căn hộ hoàn thiện nội thất với cái vị trí đã gần như là hoàn chỉnh đầy đủ tất cả những mảnh ghép tại khu vực bờ Tây Nam Đảo Ngọc của chúng ta. Và 5% cuối cùng thì sẽ được thanh toán khi mà chúng ta có thông báo nhận sổ. Còn đối với cái chính sách thanh toán bằng vốn tự có thì nó sẽ khác gì và nó có ưu đãi gì so với cái phương án vay ngân hàng? Thì đối với cái phương án thanh toán bằng vốn tự có, các anh chị lưu ý là nếu như khách hàng thanh toán bằng vốn tự có mà thanh toán sớm luôn 95% thì đầu tiên sẽ khách hàng sẽ được chiết khấu 12% trừ trực tiếp vào giá bán trên cái giá chưa gồm thuế giá trị gia tăng và kinh phí bảo trì. Và sau đó thì khách hàng sẽ hưởng tiếp cái ưu đãi lãi suất thanh toán sớm 10% trên một năm so với cái dòng tiền khách hàng đã thanh toán sớm so với số ngày và số tiền của những cái đợt thanh toán tiếp theo. Và đối với cái chính sách thanh toán bằng vốn tự có hay là không vay ngân hàng thì khách hàng vẫn có ưu đãi, đó là thứ nhất là chiết khấu dành cho khách hàng chuyên gian 0,5% hoặc là chiết khấu thẻ son 1%. Hai cái này thì chúng ta sẽ chọn một trong hai mà thôi. Và đối với căn hộ đặc si thì chúng ta vẫn có cái chính sách miễn phí dịch vụ trong vòng 2 năm. Đó là những cái chính sách mà căn hộ DC sẽ áp dụng trong cái ngày mở bán, ngày ra mắt sắp tới là ngày 20 tháng 11. Về lịch thanh toán thì nó sẽ có cái điểm gì khác biệt? Thì chúng ta sẽ nhìn vào cái bảng so sánh này để chúng ta có thể là thấy được cái tiến độ thanh toán của lịch thanh toán chuẩn và lịch thanh toán vay. Thì mình nói trước cái lịch thanh toán chuẩn thì các bạn cũng biết là đối với cái dự án DC của chúng ta đặt cọc là 200 triệu, sau đó sẽ ký văn bản thỏa thuận và trong vòng 7 ngày sau khách hàng sẽ thanh toán đủ 10%. Và tiếp theo là sau 30 ngày chúng ta thanh toán 10% và 30 ngày sau 10%. Như vậy là khách hàng thanh toán 30%, sau đó chúng ta sẽ ký hợp đồng mua bán và đến 15 tháng 6 năm 2022 chúng ta sẽ thông báo khách hàng thanh toán tiếp 10% và cứ như thế là 3 tháng sau chúng ta sẽ thanh toán tiếp 10%, 20%. Như vậy tiến độ thanh toán của chúng ta giãn ra đến tới 15 tháng, đến tới thời điểm bàn giao là tháng 2 năm 2023. Còn đối với lịch vay ngân hàng thì như lúc nãy tôi đã phân tích là chúng ta chỉ cần thanh toán 10% trong năm 2021 và 70% còn lại ngân hàng sẽ giải ngân và 15% giá trị căn hộ còn lại sẽ nhận lúc bàn giao vào dự kiến vào tháng 2 năm 2023. Cái đó là về cái tiến độ thanh toán và cái chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng trong cái ngày ra mắt sắp tới vào ngày 20 tháng 11 là gì ạ? Ở đây thì chúng ta sẽ thấy được là thứ nhất, đối với những căn hộ có giá trị dưới 5 tỷ bao gồm VAT và kinh phí bảo trì thì sẽ được chiết khấu 50 triệu trừ trực tiếp vào giá bán.
Và đối với căn hộ từ 5 tỷ trở lên thì khách hàng sẽ được chiết khấu 100 triệu trừ trực tiếp vào giá bán. Và các anh chị lưu ý là cái chính sách này chỉ áp dụng duy nhất trong ngày 20 tháng 11 mà thôi, tức là trong ngày ra mắt chính thức căn hộ The C tại sự kiện bán hàng ở Ballroom JW Marriott Phú Quốc. Và cái quà tặng đặc biệt dành cho khách hàng trong ngày ra mắt này là gì ạ? Các anh chị, chúng ta cũng có thể nhìn thấy là màn hình thì có thể thấy được là đối với căn hộ có giá trị từ 5 tỷ trở lên thì sẽ nhận được một quà tặng, đó là iPhone 13 Pro Max 256GB. Đây là cái quà tặng nhằm tri ân những khách hàng có cái booking hoặc là có cái giao dịch sớm trong cái ngày ra mắt sự kiện 20 tháng 11. Và đối với những khách hàng có giao dịch đối với căn hộ dưới 5 tỷ thì sẽ nhận được một voucher 3 ngày 2 đêm nghỉ dưỡng tại biệt thự New World Phú Quốc Resort. Cái chia sẻ mà tôi đã phân tích cũng như là cái chính sách bán hàng và những cái chính sách ưu đãi đó, thì ở đây tôi muốn lấy một cái ví dụ điển hình của một cái căn hộ điều khi để chúng ta thấy được là khách hàng cần bỏ ra bao nhiêu tiền để có thể dễ dàng sở hữu một căn hộ The C với những chính sách khác nhau. Thì ở đây tôi đang lấy luôn cái chính sách là khách hàng thanh toán sớm 95% trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Đầu tiên là với cái giá trị căn hộ này có giá niêm yết là 6 tỷ thì chúng ta sẽ có cái chính sách ưu đãi trong ngày ra mắt thì sẽ được chiết khấu là 100 triệu. Và đối với cái khách hàng chọn phương án là thanh toán sớm 95% không muộn hơn ngày 30 tháng 11 sẽ được chiết khấu 12% trên cái giá chưa gồm VAT và kinh phí bảo trì, thì nó tương đương với khoảng 632 triệu. Và sau đó là khách hàng sẽ được chiết khấu thêm 1% nếu là khách hàng thân thiết, là tương đương với 46,3 triệu. Và đặc biệt là sau đó khách hàng vẫn được ưu đãi cái lãi suất thanh toán sớm 10%, tương đương với 346,1 triệu đồng. Thì như vậy rõ ràng với một căn hộ deal kia ban đầu 6 tỷ thì khách hàng chỉ cần thanh toán 95% giá trị căn hộ sau tất cả những chiết khấu bao gồm VAT và kinh phí bảo trì là tương đương khoảng 4,5 tỷ. Như vậy rõ ràng với một số tiền nhất định là khoảng 4,5 tỷ khách hàng có thể là sở hữu ngay một căn deal kia với cái vị trí rất là đắc địa cùng với cái tầm view rất là tuyệt mỹ tại dự án The C của chúng ta, và đã hưởng gần như là trọn vẹn đầy đủ tất cả những chính sách ưu đãi đặc biệt nhất trong cái ngày mở bán 20 tháng 11. Và đặc biệt là trong ngày đó thì đối với khách hàng có giao dịch thành công thì cũng sẽ được tặng một cái iPhone 13 Pro Max 256GB cho căn hộ từ 5 tỷ đồng trở lên. Đó là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ tới tất cả các anh chị trong cái phần chính sách bán hàng. Và tóm lại hết tất cả những cái lý do, những cái kia bán hàng chính selling point của dự án The C mà chúng ta đã chia sẻ từ những cái buổi đầu tiên cho đến buổi bây giờ, thì tại sao khách hàng lại nên chọn đầu tư tại căn hộ The C của chúng ta, thì ở đây mình xin phân tích lại 7 cái giá trị vàng của căn để khách hàng sở hữu căn hộ The C. Thứ nhất, chắc chắn rồi, căn hộ The C của chúng ta nằm ở một vị trí vô cùng đắc địa, có thể gọi là vị trí kim cương, khi mà tọa lạc trên những cái triền đồi tại trung tâm thị trấn Nam Phú Quốc, trung tâm thị trấn Địa Trung Hải của chúng ta. Như các anh chị đã biết là Phú Quốc của chúng ta đã có rất là nhiều cái bãi biển đẹp, và trên những cái cung đường, những bãi biển đó thường thì sẽ phát triển những cái khu nghỉ dưỡng mà rất ít cơ hội cho khách hàng của chúng ta có thể sở hữu những bất động sản tại đó. Thì đối với The C, nó có một điều đặc biệt là nó nằm ngay tại cái tổ hợp vui chơi du lịch nghỉ dưỡng sầm uất nhất tại khu vực Nam Phú Quốc của chúng ta. Và đặc biệt như lúc nãy Tùng hay là anh Long đã phân tích là căn hộ The C của chúng ta có hơn 60% là căn hộ view trực diện biển. Đây là một trong những cái lợi thế rất là lớn của căn hộ The C. Và như các anh chị cũng đã biết là với những khách du lịch hay là bất kỳ một nhà đầu tư nào, người ta đầu tư thì thường là người ta cũng sẽ quan tâm chọn đến những căn hộ có tầm view view biển trực diện để mà có thể là trải nghiệm hay là ngắm nhìn tất cả những cái tiện ích đẳng cấp nhất trong một cái quần thể hay một dự án nào đó. Thì vị trí sát biển là một trong những cái lợi thế lớn nhất, gọi là giá trị vàng của căn hộ The C. Cái thứ hai là căn hộ The C của chúng ta cũng nằm trong vị trí sát biển nhưng sở hữu lâu dài. Thì các anh chị có thể thấy được là đất ở đô thị tại Phú Quốc của chúng ta là tương đương khoảng 6%, thì nó đã quý rồi. Tuy nhiên, với những cái dự án
mà nằm ở vị trí sát biển mà có pháp lý là sở hữu lâu dài thì nó lại càng quý hiếm hơn nữa, thì nó đâu đó chiếm khoảng 0,03%, tức là tương đương khoảng gần 17 hecta là tất cả những dự án nằm ở tại khu vực bên bờ Tây, thị trấn Địa Trung Hải của chúng ta, hay còn gọi là dự án Sunrise City Hillside Residence. Thì rõ ràng với cái tính chất pháp lý đặc biệt như vậy thì những khách hàng sở hữu được một căn hộ có cái vị trí gọi là đắt giá như vậy thì chắc chắn khách hàng sẽ vô cùng hài lòng, và chắc chắn nó sẽ là một tài sản để đời dành cho khách hàng mai sau này. Và cái thứ ba là căn hộ RC của chúng ta thì rõ ràng nó nằm ở một vị trí gọi là trung tâm kinh đô của du lịch. Các anh chị đã đồng hành với Sun Group thì các anh chị đã hiểu rất rõ là hơn 6 năm qua tại khu vực Nam Phú Quốc của chúng ta, với cái sự kiến tạo, với cái sự phát triển đồng hành của Sun Group đã làm thay đổi diện mạo cái vùng đất Nam Phú Quốc, và Phú Quốc đang dần trở thành một cái điểm đến rất là hoàn hảo và đang là một cái nơi thu hút toàn bộ tất cả những du khách, những người nổi tiếng hay là những cái tầng lớp thượng lưu khác nhau trên thế giới đổ về đây. Thì chắc chắn rằng Phú Quốc đang định hình để mà phát triển thành một trong những cái trung tâm du lịch sầm uất nhất tại khu vực Nam Phú Quốc của chúng ta. Cái đó là cái yếu tố thứ ba. Và cái yếu tố thứ tư mà mình cũng muốn chia sẻ chi tiết hơn đối với tất cả anh chị ở đây, đó là căn hộ The Sea của chúng ta tại sao được gọi là tọa độ vàng với những cái trải nghiệm rất là đặc biệt như vậy. Thì rõ ràng ngay tại trung tâm thị trấn Địa Trung Hải của chúng ta, với rất nhiều các công trình tiện ích như là hay là các công trình biểu tượng như cầu Hôn, Sô Vô Tắc hay là các lâu đài Địa Trung Hải, thì khách hàng sở hữu một căn hộ tại The Sea thì chỉ cần một bước chân ra ban công thì khách hàng có thể ngắm tròn toàn bộ những cái ánh hoàng hôn rực rỡ tại Nam Phú Quốc, cùng với đó là thu trọn trong tầm mắt của mình tất cả những công trình biểu tượng, những cái công trình kỳ vĩ nhất mà Sun Group đã kiến tạo, đã phát triển tại vùng đất Nam Phú Quốc. Như vậy rõ ràng khách hàng sở hữu tại căn hộ The Sea của chúng ta vừa không những sở hữu được những tuyệt tác thiên nhiên như hoàng hôn hay là như ánh hoàng hôn rực rỡ tại khu vực Nam Phú Quốc, mà chúng ta còn tận mắt chứng kiến tất cả những công trình biểu tượng mà do chính bàn tay con người của chúng ta tạo dựng lên, rất là kỳ vĩ, đúng không ạ? Và cái thứ năm ở đây đó là căn hộ The Sea của chúng ta nó nằm ở một vị trí có thể là giúp cho du khách trải nghiệm toàn bộ 365 ngày nghỉ dưỡng rất là đặc biệt tại căn hộ của chúng ta, tức là chúng ta có 3 tầm view 6 giá trị cộng với 5 công trình biểu tượng mà chúng ta đã phân tích rất là nhiều ở trong cái buổi kick-off rồi. Như vậy rõ ràng sở hữu căn hộ The Sea giúp cho du khách của chúng ta có thể nâng tầm được những trải nghiệm của mình ở bất kỳ đâu trong căn hộ của The Sea, hay đặc biệt hơn nữa, mở rộng hơn nữa là trong toàn bộ thị trấn Địa Trung Hải của chúng ta. Và cái điều thứ 6 mà mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người ở đây đó là căn hộ của chúng ta đã bàn giao hoàn thiện nội thất với những cái nội thất gọi là cao cấp để mà khách hàng có thể sẵn sàng sở hữu và sẵn sàng sử dụng ngay. Khách hàng chỉ cần thanh toán và khách hàng chỉ cần sở hữu một căn hộ The Sea thì đến lúc nhận bàn giao khách hàng chỉ cần trang trí decor theo ý muốn của mình một tí xíu nữa là có thể có được một căn hộ đầy đủ những tiện ích, đầy đủ những tiện nghi mà có thể sở hữu ngay tại vị trí trung tâm của thị trấn Địa Trung Hải của chúng ta. Và tất nhiên rồi, với cái chính sách vô cùng ưu đãi và cái gần như là tốt nhất trên thị trường hiện nay thì khách hàng có thể hoàn toàn sở hữu một căn hộ, với căn hộ studio với giá 3 tỷ thì chỉ cần bỏ ra 300 triệu là chúng ta có thể sở hữu được căn hộ. Và đến tháng 2 năm 2023 chúng ta đã hoàn toàn nằm trong một cái quần thể đầy đủ những tiện ích đã hình thành từ cầu Hôn Sô Vô Tắc cuối năm 2022 hình thành. Primavera đang trong quá trình hoàn thiện kinh doanh vận hành. Và tháng 6 năm sau thì chúng ta cũng bàn giao thêm những căn shop house, the center. Thì rõ ràng tất cả những cái công trình, những cái tiện ích về thương mại, về du lịch, về nghỉ dưỡng nó đã hình thành nên đầy đủ, và chỉ cần 300 triệu thì chúng ta có thể sở hữu ngay một căn studio tại vị trí gọi là vị trí vàng của trung tâm thành phố du lịch Nam Phú Quốc. Thì đó là tất cả những gì mà chúng ta tôi muốn chia sẻ và muốn nhấn mạnh lại đối tất cả các anh chị để cùng nắm thông tin, và hy vọng rằng trong ngày 20 tháng 11 sắp tới đây tất cả chúng ta sẽ ráp căn và có được những giao dịch thành công với tất cả khách hàng của chúng ta. Và xin chúc cho tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng gặp nhau tại Nam Phú Quốc để cùng nhau chinh phục tất cả các sản phẩm của căn hộ The Sea. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cái nội dung tiếp theo cũng rất là quan trọng, đó là phần Q&A để cùng nhau giải đáp những cái thắc mắc của các bạn còn đang chưa rõ. Thì các bạn có thể trực tiếp
gõ trên khung chat thì ban tổ chức sẽ giải đáp và chia sẻ thêm tới tất cả các anh chị ạ. Anh chị cứ chúng ta cứ tự tin đặt ra những câu hỏi trên khung chat, hoặc là các anh chị nếu mà tự tin thì chúng ta cứ mở mic lên và hỏi trực tiếp với em, anh Long hoặc Tùng và các chị Quyên ở đây, thì chúng ta cũng sẽ sẵn sàng để mà trả lời những cái thắc mắc mà các bạn còn đang bỡ ngỡ ạ. Các anh chị có nghe rõ mà chúng ta đặt những câu hỏi trên khung chat đi ạ, rồi ban tổ chức sẽ liên hệ với tất cả mọi người để mà trao đổi những thông tin nào. Quang ơi, mở mic của em Quang ơi. À rồi, à, em đang mở mic rồi. Mọi người vẫn nghe em thấy em nói đúng không ạ? Ok rồi em. Dạ. À, mấy phần câu hỏi về quà tặng thì em nói chị Minh Quân trả lời cho các bạn nha. À, rồi ok. À, có lẽ là trong buổi hôm nay thì Minh Quân cũng đang ở tại Phú Quốc và Minh Quân sẽ xuất hiện để mà cùng giải đáp với tất cả các anh chị. À, xin mời chị Minh Quân. Rồi, đây, xin mời Minh Quân. Câu hỏi về quà tặng trước ha. Đầu tiên là mình sẽ nói về những cái chính sách về quà tặng. Ngày 20 tháng 11, khách mua căn hộ tòa H1, H2 trên 5 tỷ có được tặng iPhone hay không? Buổi này là mình dành tặng cho phân khu DC mới ra mắt, cho nên mình chỉ dành tặng cho những căn DC thôi. Rồi mình sẽ trả lời một cái câu hỏi, đó là cho mình hỏi là phí dịch vụ có bao gồm sử dụng bể bơi hay sauna các tiện ích hay không, thì mình xin trả lời với tất cả các bạn như thế này. Thì đối với những cái tiện ích như hồ bơi hay sauna thì nó sẽ nằm ở trên tầng 16 của tòa căn hộ DC. Thì như các chị biết đó là các tiện ích trong khu vực này á là tài sản riêng của chủ đầu tư và nó sẽ gọi là không dùng phí quản lý để mà bảo trì hay là bảo dưỡng cho vận hành. Do đó là chủ đầu tư sẽ kinh doanh cái khu vực này và sẽ có thu phí cái khu vực bể bơi hay là sauna này, nên các anh chị lưu ý giúp em. Còn đối riêng đối với những khu vực như là gym, thư viện hay là cái phòng sinh hoạt cộng đồng ở tầng 4 thì nó sẽ không tính phí dịch vụ ở đây. Đối với những khách, một bạn đã câu hỏi là những khách hàng mua những căn hộ studio liền nhau thì có được gọi là đọc cửa thông với nhau hay không? Thì ở đây á, thì đối với dự án của chúng ta thì khách hàng vẫn có thể là đọc thông tường với nhau được. Tuy nhiên là thứ nhất, nó chắc chắn nó phải đảm bảo được kết cấu yêu cầu của chung của tòa nhà. Và khi mà khách hàng muốn đọc thông cái vấn thông tường bất kỳ cái căn hộ nào trong toàn bộ dự án thì cũng phải thông qua ban quản lý, đó là SBM, để mà họ kiểm tra, họ thẩm định và phê duyệt. Nếu đảm bảo an toàn và đúng tiêu chuẩn thì khách hàng có thể đọc thông tường với nhau. Ở đây là chính là thông tường với nhau chứ không phải là đọc hết toàn bộ tất cả những kết cấu hay là hạ tầng kỹ thuật ở trong tòa nhà, nên các anh chị lưu ý cái phần mà thông tầng thông tường của các tầng căn hộ giúp em ha. Tiện ích ở trên tầng 16 là trả phí hết nha, tất cả luôn, không phân biệt là ai cả, lên trên đó sử dụng là trả phí. Còn mức phí như thế nào đối với từng đối tượng thì sẽ công bố sau. Tiếp theo, câu hỏi là tại tầng 16 có cầu kết nối giữa hai tòa F1, F2 không? Thì anh có thể chia sẻ cái này cho các bạn hình dung rõ nét hơn. Quang tắt xe con ơi.
Mọi người đã thấy slide rồi đúng không? Cái tòa bên trái này là tòa S1. Và chúng ta có một cái phần cầu đi sang, chúng ta có phần bậc thang đi lên này. Chúng ta có một cái bậc thang đi lên này, cái sàn bên trên này. Tức là cái phần sân vườn trên mái của S1 nó nằm ở dưới này. Nằm ở cái đường cam này. Sau đó đi lên trên một cái cầu. Và cái cầu này sẽ dẫn lên sang bên S2. Và cái sàn ở bên S2 thì nó sẽ cao tầm này. Cái mặt bể bơi nó sẽ cao tầm này. Đó. Đấy, thế còn thì mọi người thấy được rằng là cái bể bơi bên này, à, cái sân vườn bên S1 nó sẽ thấp hơn mặt bể bơi bên của S2 một tầng. Chính vì thế nãy tôi có giải thích lúc đầu ấy, đấy là cái sân vườn này có cao độ 103m so với biển, còn cái mặt bể bơi thì sẽ có cao độ là 106m so với biển, chênh nhau 3m. Ok chưa? Xin lỗi cả nhà, đang tìm lại cái chỗ câu hỏi nên là chạy đi rồi. À đây rồi. Câu hỏi về mức phí dịch vụ quan đã trả lời này, thanh toán sớm 12% quan đã trả lời này. Câu hỏi tiếp theo đến từ Huỳnh Trâm PQR, khách hàng mua 3-4 căn studio liền nhau xây cửa thông được không? Thì ở đây thì sẽ có hai câu trả lời dành cho Huỳnh Trâm. Thứ nhất đấy là đối với các phương án thiết kế và đã được cơ quan nhà nước phê duyệt ấy, thì chúng ta sẽ không có cái phần thông cửa này. Nó khác với nhà đất rất là nhiều. Nhà đất thì là có sổ và quyền sử dụng đất. Thế cho nên là cái việc thông nhà nó rất là dễ. Còn ở đây chúng ta đang là căn hộ chung cư và tất cả toàn bộ cái hồ sơ thiết kế đã được cơ quan nhà nước phê duyệt để thi công ấy, thì chúng ta đã tách thành từng căn khác nhau rồi. Thế cho nên là cái việc mà thông căn như thế này thì chủ tư không khuyến khích và cũng rất là khó để làm. Thế thì để tránh những cái việc là khách hàng kỳ vọng là họ được thông cửa ấy, thì chúng ta nên tư vấn từ đầu luôn. Đấy là anh là không được. Hoặc là chúng ta tư vấn thẳng sang căn 1 ngủ, 2 ngủ ấy, thì có phải là thuận tiện hơn không? Và nếu mà cần thiết thì trong căn 1 ngủ, 2 ngủ, 3 ngủ ấy, thì chúng ta có thể làm các phương án để mà chia ra căn được bằng các cửa phụ. Đó. Câu hỏi về quà tặng thì để Quang trả lời nhá. Quà tặng thì để trả lời rồi anh. Anh thấy ở đây có một số câu hỏi thì đã trả lời rồi thì anh sẽ đi tiếp đến đến phần tiếp theo. Câu hỏi về chi phí vận hành của chủ đầu tư này. Cho em hỏi phần kinh phí bảo trì khách hàng đã đóng cho chủ đầu tư 2% thì phần phí đó được sử dụng trong thời gian bao lâu? Thì đây là một cái câu hỏi có thể nói là không trả lời được chính xác, bởi vì là như thế này. Cái phí này thì khi mà chủ đầu tư nhận được thì chủ đầu tư sẽ gửi vào ngân hàng. Và hàng năm thì sẽ dùng để bảo trì những cái gì, ví dụ như là trang thiết bị này, thang máy này hay là những hệ thống kỹ thuật. Và theo như kinh nghiệm của những người vận hành khu vực này và những người ví dụ như là chị Thúy Linh, tổng giám đốc của Sun Property, thì tất cả những khu đô thị, những dự án mà chị đã từng vận hành ở trên khắp cả nước thì chưa từng phải thu thêm lần nào nữa, bởi vì là cái 2% này khi mà gửi ngân hàng thì nó tự sinh ra chi phí. Và chúng ta cũng hiểu với nhau rằng là những cái đồ đạc trong khu trang thiết bị ở trong tòa nhà không phải là hỏng nếu mà chúng ta có cái công tác vận hành nó tốt, thì cái 2% này nó có cái thời gian sử dụng rất là lâu đó. Thế thì với những cái kinh nghiệm của Sun Property, với những người đứng đầu đã vận hành rất nhiều hàng trăm tòa nhà khắp nước cả nước như vậy, thì chúng ta tin tưởng rằng là cái phần 2% này chúng ta sẽ sử dụng được trong một thời gian rất dài. Khách hàng sold là khách hàng như thế nào? Định nghĩa khách hàng sold là như thế này. Khách hàng sold là khách hàng đã mua những sản phẩm của Sun Property. Sản phẩm của Sun Property thôi nha. Sun Group chúng tôi có hai dòng sản phẩm
Một là của Sun Property, hai là của Sunland. Thế thì những sản phẩm của Sunland thì là những sản phẩm như là đất nền Hòa Xuân, Hòa Quý ở tại Đà Nẵng. Thì những sản phẩm đó không được tính là sản phẩm, những khách hàng mua sản phẩm đó không được tính là khách hàng Sun, mà chỉ khách nào mua những sản phẩm của Sun Property, ví dụ như là Hillside này, ví dụ như Địa Trung Hải này, ví dụ như là các dự án mà bắt đầu bằng cái cụm từ là Sun Premier Village này, hoặc là Sun Grand City này, hoặc là Sun Grand Boulevard, vân vân. Thì những sản phẩm được phân phối và phát triển bởi Sun Property là khách hàng mua thì sẽ trở thành khách hàng có thẻ Sun, và khách hàng được công nhận là có thẻ Sun khi mà khách hàng ký hợp đồng mua bán rồi nha. Đấy, thế thì nhiều khách hàng rơi vào tình trạng là mới ký thỏa thuận đặt cọc thôi, nhưng mà muốn được hưởng chiết khấu thẻ Sun thì không được nha, phải có thẻ, phải ký hợp đồng mua bán rồi. Tiếp đến là Quang. Để em sẽ lọc lại cùng với anh. Ờ. Thì khách hàng có khách có nhận được bàn giao thô hay là không lấy gói nội thất từ AA và được chủ đầu tư hoàn tiền trả lại hay không? Thì Long trả lời luôn. Khách hàng chỉ có một lựa chọn thôi, đấy là nhận hoàn thiện nội thất nha. Chủ đầu tư, chúng ta hãy lưu ý đến cái thời điểm mà bàn giao đi. Vào tháng 2 năm 2023, chúng ta sẽ nhận bàn giao. Và khi đó tất cả những công trình từ trong ra đến ngoài, ví dụ như là cầu Hôn Vortex, ví dụ như là toàn bộ những tuyến đường của Địa Trung Hải, của Hillside, đã được lát đá toàn bộ rồi. Rồi tòa nhà cũng đã có đưa vào hoạt động, đúng không nào? Bởi vì là sau khi cầu Hôn đi vào hoạt động thì tòa nhà này của mình đi vào hoạt động, và ngay lập tức những chủ nhà khác người ta có thể kinh doanh được rồi. Và để đảm bảo cái công tác là gì? Là không muốn những người khác bị ảnh hưởng trong tòa nhà, đảm bảo cái vấn đề an ninh này, vấn đề trật tự này, vấn đề thi công sẽ không có xảy ra ở đây. Thì chủ đầu tư mong muốn rằng là sẽ hoàn thiện đồng bộ tất cả những căn hộ ở đây với một concept thiết kế nội thất nó độc đáo, như là chúng ta đã được tìm hiểu trong buổi trước, đấy là Santorini. Thì nó sẽ tạo thành một cái khu nó độc đáo và nó hấp dẫn trong mắt du khách. Thế cho nên là chủ tư mong muốn đạt được mấy cái việc đó. Thứ nhất đấy là không muốn là hoàn thiện, công tác hoàn thiện nó xảy ra khi mà cả cái tòa nhà đã đi vào vận hành rồi. Thứ hai đó là cái concept mình ở đây, mình giữ chung một concept chung ở đây. Chúng ta là ở bên ngoài, chúng ta là một cái khu thị trấn ở Trung Hải, ở bên trong chúng ta là Santorini, thì chúng ta cần phải giữ cái đó. Thì những cái đó nó tạo nên cái giá trị, những cái đó nó tạo thành cái giá trị và tạo nên cái sức hút hấp dẫn cho những người, cho những người mua ở đây và cho những du khách khi mong muốn đến đây nghỉ dưỡng. Thế thì ở đây chủ tư chỉ đưa ra một phương án nữa, hoàn thiện thôi, đấy là nhận bàn giao hoàn thiện, chứ không có phương án nhận thô hoặc là hoàn tiền cho khách hàng. Tiếp đi Quang ơi. Anh sẽ trả lời thêm 3 câu hỏi nữa và chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhé. Câu hỏi của bạn Hiền Thu là không biết là bạn có nghe anh đào tạo từ đầu đến giờ hay không. Block sau đối diện The Sea chưa xây lên thì liệu có xây xong block đấy có chấm tầm view của The Sea không? Ở đấy thì chúng ta có mấy block cơ, và chúng ta có cái block M7783 thì chiều cao nó vẫn là như vậy, nó sẽ tương đương với block bên cạnh thôi. Và anh đã phân tích rất là kỹ rồi, tầng 4 vẫn có view nha, bởi vì cái chiều cao, tổng chiều cao công trình của tháp The Sea của chúng ta là rất cao, đúng không nào? Riêng tầng 1, tầng 2, tầng 3 nó là cao 15 mét rồi, tức là cao hơn cái tầng mái của cái block trước mặt rồi, cho nên chúng ta vẫn có view. Và nếu và cái chỗ chưa xây đến nó chỉ là một block 4 căn thôi, còn chúng ta có hàng chục căn ở trước mặt thì chúng ta đã có cái chứng minh rồi. Nếu mà các bạn nào mà cảm thấy là chưa thỏa mãn câu trả lời này thì các bạn có thể ra cái dự án chúng ta đi lên tầng 4, chúng ta đứng tại đó để chúng ta cảm nhận là chúng ta view biển như thế nào. Ra cái layout anh Long trả lời giúp em cái câu hỏi mà khu vực dùng để khách hàng xử lý rác trong cái tòa nhà đại sứ anh Long, chỉ cho các bạn rõ luôn cái vị trí cái khu vực rác. Đâu đâu? Cho em hỏi The Sea
thì khu vực dùng chung, khu vực dùng để khách hàng xử lý rác thải thì như thế nào? Thì anh Long trả lời giúp em câu này. À, chúng ta sẽ giống như các tòa chung cư hiện nay ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì chúng ta sẽ có một cái khu, cái phòng thu gom rác ở bên trong cái khu vực sảnh. Và chúng ta có cách sử dụng cũng như vậy thôi. Chúng ta sẽ đưa cái rác của chúng ta từng căn hộ vào trong đấy, và ban quản lý của tòa nhà sẽ có trách nhiệm là sẽ đi thu gom rác theo một cái tần suất mà được xác định cụ thể, hàng ngày là mấy lần, hàng tuần là bao nhiêu lần. Chỗ cái phòng rác này hơi, tức là mỗi tầng đó, nó sẽ có một cái phòng rác chung và sẽ đặt cái thùng thu gom bên trong, và sau đó thì sẽ có người vận chuyển xuống nhà rác tại tầng 1 để mà tập kết và sẽ xếp lên cái thùng rác để mà có những xe đẩy đưa ra khu vực tập trung, thì sẽ thu gom bên ngoài để mà đưa đến cái khu vực mà xử lý rác thải của thành phố để mà xử lý chung mà. Đúng rồi, đây cái R12 chính là cái phòng thu gom rác này, và chúng ta thấy là các cái phương án để đảm bảo mùi thì cũng rất là chất lượng. Chúng ta sẽ có tới 2 lớp cửa và cái khu vực này cũng không nằm đối diện cái cửa nhà nào cả. Thì đấy là cái thiết kế đã được tính toán rất là kỹ của chủ đầu tư. Vậy thì với 2 lớp cửa này thì sẽ không có bị mùi và cũng đảm bảo cái tính thẩm mỹ rất là cao. Tại đây thì khi chúng ta đối với cư dân thì chúng ta sẽ đưa rác vào trong khu vực này để tập kết ở đây, và hàng ngày sẽ có những cái ca, những cái giờ mà ban quản lý sẽ thu gom rác và đưa xuống dưới một cái khu vực chung của cả 8 tòa căn hộ này và của cả thị trấn. Sau đó là sẽ có đơn vị thu gom rác của đảo Phú Quốc, người ta đến, người ta lấy, người ta chuyển đi. Rồi, có lẽ là mình sẽ trả lời câu hỏi cuối cùng về cái khu vực bãi đậu xe hoàn thiện như thế nào. Thì anh Long chia sẻ khu vực bãi đậu xe cho các bạn để mà nắm thông tin, và sẽ là câu hỏi cuối cùng của cái buổi chiều ngày hôm nay ạ. Đối với bãi đậu xe thì anh có thể chia sẻ ngắn gọn như này thôi, và hiện nay thì đang trong quá trình thiết kế. Thế nhưng mà cái vị trí bãi đậu xe của chúng ta sẽ là cái khu vực trụ cáp T1 của ga đi cáp treo ấy. Chúng ta sẽ có một cái nhà để xe nhiều tầng ở đó, đồng thời kết hợp với một số các công trình tiện ích F&B ở trên tầng mái. Nếu mà các bạn đã đứng ở đấy rồi, tức là cái chỗ đường Sorrento 1 ấy, những căn ở gần cái phía mà S02 ấy, thì chúng ta có một cái bãi đất trống ở đó, và chúng ta sẽ có một cái bãi xe vài tầng đó. Thì ngoài cái việc kết hợp cái bãi đậu xe thì ở trên các cái tầng bên trên thì chúng ta sẽ có những cái terrace mà chúng ta tổ chức F&B để chúng ta ngắm toàn cảnh được cái khu vực biển trời Nam Phú Quốc và hoàng hôn. Thì từ đó mà đi lên căn hộ thì khoảng chưa đến 100 mét đâu. Khoảng 100 mét, tầm tầm đấy. Ok rồi Quang ơi. Dạ rồi, em cảm ơn những cái trả lời của anh Long. Và có lẽ là bây giờ chúng ta cũng đã có rất là đầy đủ những thông tin, và cũng cơ bản thì chúng ta cũng sẽ đã trả lời được những cái thắc mắc của các bạn. Và những cái câu hỏi nào mà chủ đầu tư chưa trả lời thì chúng tôi sẽ trả lời cho các bạn trong cái bộ Q&A và sẽ ban hành sớm cho tất cả các bạn trong thời gian tới. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến với phần thứ hai của cái buổi đào tạo ngày hôm nay, đó là phần chia sẻ về cái sản phẩm cho vay của cái dự án Sun Tropical Village đối với ngân hàng Quốc Dân NCB. Thì sau đây thì xin mời xin giới thiệu một số cái thành phần nhân vật đặc biệt tham dự trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay của đại diện ngân hàng NCB. Thì về phía hội sở thì có các anh chị của phòng sản phẩm chính sách, khối khách hàng cá nhân, và phía đơn vị kinh doanh thì cũng xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của anh Nguyễn Anh Hùng là giám đốc vùng Hà Nội 1 và anh Hoàng Mạnh Tường là giám đốc vùng Hà Nội 2, cũng như là anh Nguyễn An Giang là giám đốc vùng Sài Gòn. Và đặc biệt là cũng có sự tham dự rất là đầy đủ của các anh chị giám đốc trung tâm và cán bộ tín dụng. Và ngay sau đây thì xin được mời chị Nguyễn Thị Kim Oanh là trưởng phòng sản phẩm tín dụng với khách hàng cá nhân sẽ chia sẻ về cái gói cho vay hợp tác của ngân hàng NCB với cái dự án Sun Tropical Village ạ. Em xin kính mời chị. Cảm ơn bạn Tùng. Thay mặt ngân hàng Quốc Dân thì cũng cảm ơn các bạn, các anh chị bên Sun Group đã kể cho bên NCB cùng tham gia trao đổi về cái chương trình cho vay dành cho khách hàng cá nhân đối với dự án Sun Tropical, và cũng kính gửi lời chào đến các anh chị đại lý cũng tham dự trong cái buổi trao đổi ngày hôm nay ạ. Thì như bạn Tùng có giới thiệu thì ngày hôm nay bên ngân hàng Quốc Dân cũng có hội sở là khối khách hàng cá nhân là
đại diện là phòng sản phẩm chính sách, là phòng đã thiết kế ra cái sản phẩm cho vay đối với dự án này, cũng như tất cả các anh chị giám đốc vùng, giám đốc trung tâm có liên quan triển khai đến dự án Sun Tropical cùng tham dự. Thì liên quan đến cái sản phẩm Sun Tropical thì chắc là em Oan xin trao đổi với các anh chị ngắn gọn một số cái nội dung chính dành cho khách hàng cá nhân đối với dự án. Nick của chị là gì, để em share cái, để em bật cái chế độ co host mà chị xem màn hình luôn chị ha. Em cấp quyền cho chị xem màn hình nhé. Dạ dạ, cái tên nick của chị là gì chị ha? Nickname NCB phòng họp. NCB. NCB phòng họp đúng không ạ? Admin ơi, vui lòng mà chuyển chế độ co host giúp em ở dưới ban cái. Rồi ok rồi chị ha. Đối với đối tượng khách hàng thì độ tuổi khách hàng là từ 18 tuổi cho đến khi kết thúc khoản vay sẽ không vượt quá 75 tuổi. Về địa điểm cư trú của khách hàng thì khách hàng có hộ khẩu KT3 tại các tỉnh thành mà có trụ sở của NCB, hoặc tại các tỉnh thành mà liền kề với các điểm kinh doanh của NCB thì đều có thể cho vay được. Về lịch sử tín dụng của khách hàng thì khách hàng không có nợ nhóm 2 tại thời điểm mà khách hàng vay vốn. Không xét lịch sử nợ nhóm 2 của khách hàng trong các năm gần nhất, và trong vòng một năm gần nhất khách hàng không phát sinh nợ xấu. Thì đối với việc mà khách hàng chứng minh cái nguồn thu nhập để vay vốn tại NCB thì có ba cách để khách hàng chứng minh. Một là khách hàng chứng minh nguồn thu nhập bằng lương, bằng các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc là nguồn từ cho thuê tài sản, từ cổ tức thông thường mà khách hàng có. Cách thứ hai là trong trường hợp khách hàng không chứng minh được các nguồn như kể trên thì khách hàng có thể kê khai các nguồn thu nhập của khách hàng bằng một cái file bảng kê, và sau đó trong vòng 60 ngày thì khách hàng sẽ bổ sung các chứng từ chứng minh cái nguồn thu nhập đấy. Và cách thứ ba là khách hàng có thể chứng minh nguồn thu nhập trong trường hợp mà khách hàng đang có sở hữu cái tài sản tích lũy bằng bất động sản hoặc là bằng các loại giấy tờ có giá, thì khách hàng có thể chứng minh được cái tài sản đấy để đảm bảo cho cái nguồn trả nợ cho khách hàng tại NCB. Chị không chạy được slide nhỉ? Còn về việc mà NCB cho vay thì sẽ ở đây sẽ phân làm hai giai đoạn. Thì giai đoạn đầu thì từ giai đoạn văn bản thỏa thuận thì NCB sẽ giải ngân tối đa là 70% trên giá trị của văn bản thỏa thuận, và tối đa là 30 tỷ trên một khách hàng. Khách hàng sẽ thế chấp bằng chính cái văn bản thỏa thuận ký giữa công ty môi giới và khách hàng. Về thời gian cho vay thì ở đây là mức tối đa là 60 tháng, còn cụ thể thì sẽ theo có thể theo chương trình bán hàng của chủ đầu tư trong từng thời kỳ. Nợ lãi sẽ trả hàng tháng và nợ gốc sẽ trả vào cuối kỳ. Và theo như chương trình hiện tại của bên chủ đầu tư thì nợ lãi là chủ đầu tư cũng sẽ có chương trình hỗ trợ lãi suất cho khách hàng. Thì như vậy thì trong suốt thời gian vay ở văn bản thỏa thuận thì khách hàng sẽ không phải trả nợ gốc và nợ lãi. Còn chuyển dịch sang giai đoạn hợp đồng mua bán thì khách hàng sẽ khác biệt ở một điểm là cái thời gian vay sẽ là 25 năm và sẽ tính từ cái mốc thời gian khách hàng giải ngân lần đầu tiên từ giai đoạn văn bản thỏa thuận. Ví dụ như khách hàng đã vay 2 năm ở giai đoạn văn bản thỏa thuận thì khách hàng sẽ vay tiếp là 23 năm còn lại ở giai đoạn khi ký hợp đồng mua bán. Và cái thời gian ân hạn nợ gốc thì khách hàng cũng sẽ được tiếp nối từ giai đoạn 1, tối đa ở đây là lên tới 40 tháng thì sẽ được tiếp nối từ giai đoạn 1, thì khách hàng những cái tháng còn lại khách hàng sẽ có thể được tiếp tục được ân hạn nợ gốc khi chuyển dịch sang giai đoạn 2 là hợp đồng mua bán. Thì ở đây thì có hai cái loại phí, là một là phí định giá tài sản bảo đảm. Thì tài sản bảo đảm ở đây thì NCB đã căn cứ trên cái giá trị của hợp đồng mua bán hoặc là của văn bản thỏa thuận ký giữa chủ đầu tư và khách hàng, hoặc giữa công ty môi giới và khách hàng, cho nên sẽ không thu cái phí định giá tài sản bảo đảm này. Cái thứ hai nữa là cái phí liên quan tới cái tài sản tích lũy. Trong trường hợp khách hàng chứng minh cái nguồn thu nhập bằng tài sản tích lũy thì NCB cũng sẽ không thu cái phí định giá đối với
cái việc mà định giá cái giá trị tài sản tích lũy của khách hàng. Về chương trình lãi suất cho vay đối với dự án thì ở đây sẽ có NCB cung cấp cho khách hàng 3 lựa chọn về mặt lãi suất là 24 tháng, 30 tháng hoặc là 36 tháng với tương ứng các mức lãi suất là từ 8,1, 8,8 và 8,84% trên một năm. Thì sau cái thời gian mà khách hàng được ưu đãi lãi suất thì khách hàng sẽ trả lãi suất sẽ bằng lãi suất cơ sở cộng với 3,9%. Lãi suất cơ sở ở đây thì sẽ căn cứ trên cái lãi suất tiết kiệm Việt Nam đồng kỳ hạn 12 tháng và lĩnh lãi cuối kỳ của NCB công bố trong từng thời kỳ. Và hiện tại tính đến thời điểm bây giờ thì lãi suất cơ sở đang là 9%. Trong trường hợp khách hàng mà trả nợ trước hạn khoản vay thì nếu khách hàng trả nợ trong 4 năm đầu thì phí trả nợ sẽ là 1,2%. Và nếu khách hàng trả nợ từ năm thứ 5 trở đi thì khách hàng sẽ được miễn phí trả nợ trước hạn. Đối với trường hợp khách hàng mà tất toán nợ khoản vay giai đoạn 1 để chuyển dịch sang giai đoạn 2 hợp đồng mua bán thì khách hàng cũng sẽ không chịu cái phí trả nợ trước hạn này. Đối với mức chi hoa hồng, ở đây NCB cũng chia sẻ với các anh chị đại lý là cũng có ban hành một cái quy định về mức chi hoa hồng dành cho các bạn sale của đại lý. Ở đây được tính là 0,5% tính trên số tiền giải ngân và tối đa là 30 triệu đồng cho một khách hàng. Về danh mục hồ sơ vay vốn thì khách hàng sẽ cung cấp cho NCB có 3 loại hồ sơ chính. Một là hồ sơ pháp lý để chứng minh về cái tình trạng pháp lý của khách hàng là bằng chứng minh hộ khẩu và một cái giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của khách hàng. Thứ hai là hồ sơ chứng minh mục đích vay là bằng chính cái văn bản hoặc hợp đồng mà khách hàng ký với chủ đầu tư hoặc công ty môi giới. Và hồ sơ thứ ba là hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập của khách hàng. Thì tùy vào từng loại nguồn thu nhập thì sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp các chứng từ chứng minh thu nhập tương ứng. Và đối với hình thức tài sản tích lũy thì cái chứng từ khách hàng chứng minh thu nhập khá là đơn giản, là khách hàng chỉ việc sao kê cái giấy chứng nhận quyền sở hữu cái tài sản tích lũy của khách hàng hoặc của chính vợ chồng của khách hàng. Thì ở đây em cũng muốn trao đổi với anh chị là đối với hai giai đoạn mà NCB cho vay thì giai đoạn của văn bản thỏa thuận thì NCB sẽ cho vay dựa trên cái văn bản thỏa thuận mà khách hàng ký trực tiếp với công ty môi giới. Còn đối với các trường hợp mà chuyển nhượng văn bản thỏa thuận thì hiện tại NCB sẽ chưa cho vay đối với giai đoạn văn bản thỏa thuận mà chỉ thực hiện cho vay hình thức chuyển nhượng khi mà khách hàng ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư. Về quy trình phối hợp thì ở đây NCB cũng đưa ra một cái cam kết về SLA sẽ phản hồi một cái cam kết về SLA phản hồi về cái tiến độ và cung cấp phản hồi tiến độ về việc trả lời cái hồ sơ của khách hàng sẽ được phê duyệt trong bao lâu, là hồ sơ có được phê duyệt hay không. Thì ở đây NCB cũng có cam kết là trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm mà khách hàng cung cấp đủ hồ sơ thì NCB sẽ phải trả lời cho cái hồ sơ đấy là có được phê duyệt hay là không phê duyệt. Thì trên đây em Oan cũng xin trình bày trao đổi nhanh một cái bản clip ngắn về cái sản phẩm mà NCB cung cấp cho khách hàng cá nhân vay mua bất động sản của dự án Sun Tropical. Thì có nội dung gì không rõ thì rất mong nhận được các câu hỏi và các câu hỏi trao đổi từ các anh chị bên Sun hoặc là các anh chị đại lý. Em xin cảm ơn các anh chị. Xin được cảm ơn phần chia sẻ của chị Oanh đến từ đại diện ngân hàng NCB. Và qua bài chia sẻ này chúng ta cũng đã biết được thêm về sản phẩm cho vay của ngân hàng NCB này, ở các quy trình phối hợp cũng như là các hồ sơ vay vốn mà khách hàng cần thiết khi mà chọn vay theo gói vay của NCB đối với dự án Sun Tropical Village. Và nếu như anh chị có các câu hỏi liên quan đến chương trình này cho ngân hàng NCB có thể chat trong chat box ạ. Và hiện tại thì em đang thấy có một câu hỏi dành cho ngân hàng ạ. NCB có bắt buộc mua phí bảo hiểm dành cho khách hàng trên 50 tuổi không ạ? Thì chị Oanh vui lòng trả lời các câu hỏi này. Đối với khách hàng trên 50 tuổi thì khách hàng sẽ mua cái bảo hiểm tự kỳ thôi.